Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 1938 ai cho cô cái gan đó? Ngô Bình, lên đi, nó sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. Mặc dù mấy người Lâm Thư Văn rất sợ hãi, nhưng vẫn leo lên thảm bay ra người. Ngay sau đó, tấm thảm ra người bay lên không trung. Lúc này, cửa bị mở ra, một người đàn ông vóc dáng thấp bé liếc nhìn vào trong. Khi anh ta nhìn thấy Ngô Bình, bỗng nhiên giật nảy mình, há miệng muốn la lên. Tuy nhiên, mặc dù miệng anh ta mở ra rồi, nhưng lại không thể phát ra tiếng, trong ánh mắt lập tức lộ đầy sợ hãi. Ngô Bình cũng mặc kệ anh ta, nhún người nhảy ra ngoài cửa sổ. Anh lơ lửng giữa không trung, mượn nhờ thần niệm bay trên bầu trời. Anh hơi suy nghĩ, dưới chân lập tức xuất hiện một cơn gió mạnh, nâng anh bay nhanh về phía trước. Đây chính là bản lĩnh cưỡi gió của thiên sư. Đương nhiên, là một thiên sư, anh không chỉ có thể cưỡi gió, mà còn có thể dẫn sấm sét, không chế nước, bản lĩnh vô cùng vô tận. Tốc độ cưỡi gió bay đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến vùng trời bên trên quán bar. Lâm Nhu vẫn ở đây, trong đầu cô ấy vang lên tiếng nói của Ngô Bình, người nhà của chị đã an toàn, không cần kiêng dè nữa. Lúc này, Giang Nguyệt Hân nhìn chằm chằm cô ấy, hỏi, Lâm Nhu, cô suy nghĩ kỹ rồi chứ? Hóa ra, không biết Giang Nguyệt Hân cân nhắc thế nào mà lại khuyên nhủ Lâm Nhu nương nhờ giáo chủ thiên quỷ, trở thành người phụ nữ của hắn. Lâm Nhu thản nhiên nói, Giang Nguyệt Hân, cô đối xử với tôi như vậy, không thấy cắn rứt lương tâm sao? Giang Nguyệt Hân lạnh mặt, Lâm Nhu, cô dám nói chuyện với tôi như vậy, ai cho cô cái gan đó? Tôi. Một bóng người xuất hiện, chính là Ngô Bình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi nhìn thấy Ngô Bình, Giang Nguyệt Hân giật mình, cậu chưa đi. Ngô Bình thản nhiên nói, Giang Nguyệt Hân, tôi đã cứu người nhà của Lâm Nhu rồi. Nể tình bạn học cùng trường, hôm nay tôi không giết chị. Trở về nói cho giáo chủ thiên quỷ biết, tôi mong chờ được gặp mặt hắn. Nói xong, anh kéo lấy Lâm Nhu và Chu Mi, ba người cưỡi gió rời đi. Bay trên không trung, Lâm Nhu đột nhiên nước mắt giàn giụa. Đến bây giờ, tất cả những bất lực, tuyệt vọng mấy ngày này đều trôi qua rồi, tâm trạng cô ấy đã hoàn toàn thả lỏng. Cô ấy bỗng ôm chặt lấy Ngô Bình, nỉ non cảm ơn cậu. Chu Mi ở bên kia, cô ấy la lên, sư muội, chờ lúc chị không có ở đây, hai người lại thân mật cũng không muộn. Lâm Nhu trừng mắt nhìn sư tỷ, nói, sư tỷ, đều tại chị. Nếu không phải chị chọc vào Quỷ Long Vương, em cũng không cần đến Á Mã chịu tội thế này. Chu Mi cười nói, là lỗi của chị, nhưng phúc họa gắn liền, nếu không xảy ra. Chương 1939 cậu cho rằng tôi đang lừa cậu. Tiểu Nhu, con không sao chứ? Lâm Nhu lắc đầu, sau đó ôm lấy người nhà. Chu Mi liếc một cái, cười nói, nơi này không tệ lắm, là danh lam thắng cảnh sao? Ngô Bình, đây là tổng bộ Hắc Thiên giáo. Chu Mi khiếp sợ không thôi, lúc này mới nhớ tới, Ngô Bình là giáo chủ Hắc Thiên. Cô ấy không nhịn được nghiêm mặt nói, Ngô giáo chủ, cảm ơn cậu giải cứu hai tỷ muội tôi. Ngô Bình, không cần khách sáo. Sau đó nhìn khuôn mặt cô ấy, nói, đến phòng của tôi chữa trị vết thương do độc cho cô trước đã. Chu Mi vui mừng khôn xiết, đi theo Ngô Bình vào trong một cung điện. Chu Mi trúng một loại vu độc, Ngô Bình vừa điều chế các vị thuốc vừa hỏi cô ấy, là Yên Ly gây ra. Chu Mi gật đầu, bọn họ khống chế sư muội tôi tức giận ra tay với Yên Ly, kết quả bị cô ấy tát một phát lên mặt, sau đó khuôn mặt liền biến thành dáng vẻ như bây giờ. Ngô Bình, vu độc này rất lợi hại, nếu không phải tu vi của cô khá cao, sớm đã bị độc khí công tâm chết rồi. Chu Mi nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, vậy còn có thể chữa khỏi không? Ngô Bình, may mà cô gặp được tôi, cho nên sẽ không chết. Chu Mi thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn phối hợp theo yêu cầu của Ngô Bình. Ngô Bình tiêu độc cho cô ấy, thuận miệng hỏi, khi đó sao cô đắc tội với Quỷ Long Vương? Chu Mi, tôi đánh chết một tiểu đồ đệ của Quỷ Long Vương, bởi vậy hắn nhốt tôi, muốn tôi làm vợ hắn. Tôi thà chết không theo, hắn bắt đầu dùng tà pháp khống chế tôi, may mắn sư muội kịp thời đuổi tới, cứu được tôi. Cô ấy nói với Ngô Bình, tiểu đồ đệ của Quỷ Long Vương kia là một tên không chuyện ác nào không làm, giết hại không ít cô gái vô tội, cô ấy là thay trời hành đạo giết chết đối phương. Giải độc xong xuôi,
Ngô Bình lạnh lùng nói, trình độ nói dối của cô đúng là hạng nhất, nhịp tim không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sắc mặt Chu Mi thay đổi, nói, cậu cho rằng tôi đang lừa cậu. Ngô Bình lạnh lùng nói, trong cơ thể cô có một luồng sức mạnh cực kỳ tà ác, nó rất mạnh mẽ. Có phải luồng sức mạnh này liên quan đến Quỷ Long Vương? Chu Mi không ngờ Ngô Bình có thể nhìn thấu năng lượng trong cơ thể cô ấy, khẽ thở dài một hơi, cô ấy nói, nếu cậu đã nhìn ra, vậy thì nói cho cậu biết vậy. Sau đó, cô ấy kể ra một phiên bản khác của câu chuyện. Nửa trước của câu chuyện không thay đổi, tiểu đồ đệ của Quỷ Long Vương làm rất nhiều chuyện xấu, bị cô ấy giết chết, sau đó Quỷ Long Vương giam cầm cô ấy. Nhưng mà, Quỷ Long Vương đối xử với cô ấy rất tốt, hắn lấy ra một bộ xương thủy tinh, nói bên trong có một loại thần lực chúc phúc mạnh mẽ, muốn tặng nó cho Chu Mi, hy vọng Chu Mi có thể làm người phụ nữ của hắn. Chu Mi không từ chối, nhận lấy chúc phúc trong đó, năng lượng trong cơ thể cô ấy chính là lực chúc phúc đó. Ngô Bình thoa một loại thuốc dạng bùn lên mặt cô ấy, nói cô bị lừa rồi, đó căn bản không phải sức mạnh chúc phúc, mà là một loại tà thuật. Lợi dụng nó, Quỷ Long Vương có thể tùy tiện khống chế cô, để cô khăng khăng một mực, thậm chí nguyện chết vì hắn. Chương 1940 chị muốn gia nhập Hắc Thiên Giáo. Chu Mi giật mình, nhưng hắn chưa bao giờ khống chế tôi. Ngô Bình, đó là bởi vì Quỷ Long Vương đã chết, nếu hắn không chết, cơ sẽ ngoan ngoãn theo hắn cả đời. Chu Mi khiếp sợ vô cùng, sau đó căm hận nói, Quỷ Long Vương đáng chết này. Ngô Bình lại hỏi, trong tay Quỷ Long Vương có rất nhiều bộ xương thủy tinh sao? Chu Mi, hình như có rất nhiều, bị hắn giấu trong sơn động. Ánh mắt Ngô Bình sáng lên, cô biết sơn động kia ở nơi nào không? Chu Mi, ở Xiêm La. Nơi đó địa hình phức tạp, tôi sợ khó mà tìm tới. Ngô Bình, không sao, chờ độc của cô khỏi rồi, dẫn tôi đi một chuyến. Chu Mi gật đầu, được. Sau khi chữa trị, Ngô Bình để Chu Mi nghỉ ngơi trong phòng, còn anh đi gặp gia đình Lâm Nhu. Người nhà họ Lâm bình an đoàn tụ, rất cảm kích Ngô Bình. Sau khi nói vài lời với người nhà họ Lâm, anh gọi Lâm Nhu sang một bên, nói, Lâm Nhu, có tiện để lộ sư môn của chị không? Lâm Nhu cười nói, cậu không hỏi tôi cũng muốn nói cho cậu biết. Sư phụ của bọn tôi là một vị tán tu của địa tiên giới, người ta gọi là ngũ độc tiên tử. Ngô Bình, ngũ độc tiên tử sao? Xem ra bà ta am hiểu dùng độc. Lâm Nhu gật đầu, sư phụ tôi dùng độc tuyệt vời xuất sắc, không ai sánh bằng. Sau đó đôi mắt đẹp của cô ấy sáng lên, nhìn chăm chú Ngô Bình, nói cậu có thể cưỡi gió mà bay, chẳng lẽ đã bước vào nhân tiên tầng thứ tư? Ngô Bình nói, tôi vừa bước qua ngưỡng cửa đó. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhu đều là vẻ bội phục, nói thời nay có được mấy thiên sư. Ngô Bình, tiền đồ của cậu là vô cùng vô tận. Ngô Bình, quá khen rồi. Đúng rồi, cả nhà chỉ cứ nghỉ ngơi ở đây mấy ngày, sau đó tôi sẽ phái người đưa các chị về nước. Lâm Nhu giống như cười mà không phải cười, sao vậy, muốn đuổi tôi đi rồi sao? Ngô Bình sững người, nói chị không đi sao? Lâm Nhu cười hỏi, Ngô Đại Giáo Chủ, Hắc Thiên Giáo các cậu còn thiếu trưởng lão không? Ngô Bình nhìn cô ấy, bỗng nhiên bật cười, chị muốn gia nhập Hắc Thiên Giáo. Lâm Nhu, không được sao? Hắc Thiên Giáo là thế lực lớn nhất Đông Nam Á, đối với tôi thì gia nhập vào nó chỉ lợi không hại. Ngô Bình gật đầu, hoan nghênh gia nhập, tôi có thể tăng thêm một vị trí trưởng lão cho chị. Lâm Nhu rất vui vẻ, vậy thì cảm ơn. Nói chuyện vài câu. Trương Tây Linh đi đến bẩm báo, giáo chủ, Thiên Quỷ Giáo hẹn gặp mặt chúng ta vào 10 giờ tối mai, địa điểm là Bãi Hắc Long. Ngô Bình, ừ, biết rồi. Truyền mệnh lệnh của tôi, các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1941 tôi cũng không rõ lắm. Vâng, Trương Tây Linh lui xuống. Lâm Nhu, giáo chủ Thiên Quỷ này có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, cậu phải cẩn thận. Ngô Bình, ồ, chị hiểu hắn bao nhiêu? Lâm Nhu, tôi từng gặp hắn mấy lần, nghe hắn và thuộc hạ nói chuyện, trên người hắn có một thần bảo vệ bám vào, là sức mạnh của Thiên Quỷ ban xuống. Mặt khác, bên cạnh hắn còn có 4 tên võ sĩ quỷ, mỗi tên đều có thực lực sánh ngang linh biến địa tiên. Hơn nữa trong tay hắn còn có một lá, cờ bách quỷ, khẽ phất một cái là có 100 quỷ nhào ra, vô cùng lợi hại. Ngô Bình nhíu mày, Thiên Quỷ Giáo này quả thật rất khó đối phó. Lâm Nhu, Thiên Quỷ Giáo đã thu phục được mười mấy tông môn địa phương to nhỏ khác nhau, dưới trướng cao thủ như mây.
Tôi nghe giáo chủ Thiên Quỷ nói, hắn chuẩn bị nuốt chửng Hắc Thiên giáo trong vòng một năm. Ngô Bình nói, nếu đã tự xưng là bái quỷ giáo, Thiên Quỷ giáo này nên bái quỷ mới đúng. Lâm Nhu gật đầu, đúng vậy. Tôi từng đến nơi quan trọng nhất của Thiên Quỷ giáo, Miếu Thiên Quỷ, nơi đó có một bức tượng điêu khắc với khuôn mặt hung dữ, được xưng là Thiên Quỷ. Mỗi ngày giáo chủ Thiên Quỷ đều phải đi tế bái Thiên Quỷ. Ngô Bình hỏi, lai lịch của Thiên Quỷ này là gì? Lâm Nhu lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm. Hỏi một chút tình huống, thấy sắc trời đã không còn sớm, anh trở lại trong 9 tòa cung điện sắp xếp bảo bối mà giáo chủ các đời cất giữ. Nhắc tới cũng khéo, anh tìm được sách có nhiều ghi chép về Thiên Quỷ giáo. Bên trên ghi lại, Thiên Quỷ giáo được thành lập vào thời kỳ đầu của Vương Triều Ngô Ca, ban đầu tên là Bái Quỷ giáo. Giáo chủ đời thứ nhất là một tên nô lệ tên là Ayutthaya, hắn ta bởi vì đắc tội với chủ nô mà bị phán chặt đầu. Ayutthaya rất sợ hãi, thế là chạy trốn trong đêm, kết quả bị người ta phát hiện, mấy chục binh sĩ đuổi bắt hắn ta. Hắn ta không còn đường trốn, đành phải nhảy vào một con sông, bởi vậy mà thoát khỏi đuổi giết. Nước sông chảy xiết, hắn ta sặc nước hôn mê, chờ đến khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên bờ sông. Cách bờ sông không xa có một ngôi đền quỷ. Đền quỷ xây ở một nơi rất hoang vu, cực kỳ ít người lui tới, cho nên cũng không có hương khói gì. Ayutthaya thấy trong ngôi đền quỷ có một bức tượng ác quỷ, nghĩ đến cả đời thảm thương của mình, không nhịn được khóc giống lên, quỳ gối trước tượng quỷ, cầu xin nó đừng để mình chịu khổ nữa. Thần kỳ chính là ác quỷ kia lại mở miệng nói chuyện, nó nói nếu Ayutthaya khiến nhiều người đến tế bái nó sẽ cho Ayutthaya lợi ích. Người tế bái càng nhiều, lợi ích sẽ càng nhiều. Nói xong, hòn đá trước mặt Ayutthaya biến thành vàng, đây là lợi ích đầu tiên ác quỷ cho hắn ta. Từ đó về sau, Ayutthaya lợi dụng vàng hấp dẫn dân vùng núi lân cận đến đây tế bái ác quỷ. Người tế bái càng nhiều, hương hỏa ác quỷ thu được càng nhiều, thần thông của nó cũng càng lớn, cuối cùng lớn mạnh trở thành Thiên Quỷ. Vì hấp dẫn thêm nhiều người đến tế bái, Ayutthaya thành lập ra Bái Quỷ giáo, kéo dài hơn. Chương 1942 lợi hại như vậy. Ngô Bình, thực lực của nó như thế nào? Ta có thể đối phó được không? Thần Hắc Thiên, thực lực của nó gần đến hạ vị thiên tiên. Nếu như ngươi có thể bắt nó đến hiến tế, vậy có thể đổi lấy đồ vật từ chỗ của ta. Ngô Bình, hạ vị thiên tiên, ta đánh không lại. Thần Hắc Thiên, ta cho ngươi một món bảo bối, ngươi tìm được tượng thần là có thể thu nó vào. Ngô Bình hơi dao động, ô, bảo bối gì? Trong không gian Hắc Thiên bỗng xuất hiện một chiếc bình cổ dài màu đen, bề mặt bình dày đặc phù văn. Thần Hắc Thiên, đây là bình luyện thần, bất kể quỷ thần thế nào cũng có thể thu vào. Bây giờ ta dạy ngươi chú ngữ. Thần Hắc Thiên truyền dạy chú ngữ rồi nói, nhớ kỹ, năng lượng trong pháp bảo này khổng lồ, tương đương với 10 ngôi sao, thời không nơi ngươi không thể thừa nhận. Cho nên thời gian nó rời khỏi không gian Hắc Thiên không được vượt quá 10 giây. Trong vòng 10 giây nhất định phải thu nó lại, nếu không sẽ khiến cho thời không sụp đổ, thậm chí hủy diệt không gian nơi ngươi ở. Ngô Bình trợn to hai mắt, lợi hại như vậy. Thần Hắc Thiên, đây chính là pháp khí thượng vị thiên tiên, uy lực tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Bình nói, được, ta hiểu rồi. Sau đó, anh tiếp tục sắp xếp bảo vật quý giá trong điện đến tận Hừng Đông. Buổi sáng Hồng Nhan đưa bữa sáng tới, anh gọi Chu Mi và Lâm Nhu đến cùng ăn. Lâm Nhu, có thể dẫn tôi đi miếu quỷ của Thiên Quỷ giáo không, anh hỏi. Lâm Nhu nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, đến đó làm gì? Ngô Bình, chị chỉ cần dẫn đường, chuyện khác không cần quan tâm. Lâm Nhu suy nghĩ, tôi đã ở vùng núi đó mấy ngày, chỉ cần đến gần là có thể chỉ ra vị trí của miếu quỷ. Ngô Bình gật đầu, được, cơm nước xong xuôi, chúng ta đi Ngô Ca một chuyến. Dưới cái nhìn của anh, muốn đối phó Thiên Quỷ giáo thì phải rút củi dưới đáy nồi, diệt trừ căn bản của Thiên Quỷ giáo, cũng chính là Thiên Quỷ kia. Không có Thiên Quỷ, Thiên Quỷ giáo chỉ là cây không có rễ, nước không có nguồn, cho dù anh không ra tay cũng không duy trì được bao lâu. Ngô Bình đi chuẩn bị, sau đó anh và Lâm Nhu ngồi máy bay trực thăng đến Ngô Ca. Khoảng cách giữa hai nơi là hơn 700 cây số, bay hơn 2 tiếng đã đến rồi, máy bay trực thăng hạ cánh xuống ngoại ô của một thành phố. Chuyến này Ngô Bình còn dẫn theo một tín đồ Hắc Thiên giáo dẫn đường, anh ta khá là quen thuộc Ngô Ca. Sau khi xuống máy bay,
Đầu tiên anh ta dẫn Ngô Bình và Lâm Nhu đi mua mấy bộ trang phục của dân địa phương, sau đó đăng ký vào một đoàn du lịch quốc tế. Dựa vào tin tức Lâm Nhu cung cấp, anh ta khẳng định khoảng cách tuyến đường đoàn du lịch này đi chỉ cách tổng bộ Thiên Quỷ Giáo mười mấy cây số. Đến nơi đó, bọn họ sẽ tách khỏi đoàn du lịch, chạy tới Thiên Quỷ Giáo. Người dẫn đường Ngô Bình mang tới tên là Vadi, là một chàng trai cường tráng chừng 20 tuổi, vóc dáng Vadi không cao, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt đen xì, khá là tuấn tú. Vadi vốn là người Ngô Ca, thời thiếu niên sống ở nông thôn, về sau vào trong thành phố sông sáo, thường xuyên bị người ta bắt nạt. Sau này, Hắc Thiên Giáo nhìn chúng thiên phú ngôn ngữ của anh ta, đưa anh ta đến trường đọc sách. Chỉ trong 3 năm, Vadi thông thạo ngôn ngữ của 9 nước, cũng lấy được học vị thạc sĩ ngôn ngữ. Không thể nghi ngờ, Vadi là người rất thông minh, trên đường đi đều giữ yên lặng, chỉ khi Ngô Bình đặt câu hỏi mới lên tiếng trả lời. Chương 1943 anh vẫn chưa phát hiện tình trạng này ở Á Mã. Mua quần áo xong, Vadi đặt phòng trong một khách sạn, 3 người vào trong đó ở. Đây là một căn phòng xếp, Ngô Bình ở một phòng, Vadi và Lâm Nhu, mỗi người ở một phòng. Đến bữa trưa, Ngô Bình cũng không muốn ăn vì anh thật sự không thích đồ ăn Đông Nam Á, có đói cũng thả ăn mì chứ cũng chẳng muốn ăn đồ ăn bên này. Vadi hỏi, giáo chủ, gần đây có một nhà hàng do người Viêm Long mở, mùi vị cũng tạm được, hay là chúng ta đến đó ăn? Ngô Bình đáp, được. Vadi, xem ra cậu rất rành bên này. Vadi cười nói, trước 15 tuổi, tôi đã lăn lộn trong thành phố này 2 năm. Mấy năm rồi không trở về, nơi này gần như chẳng thay đổi gì. Khách sạn cũng cho thuê xe, Vadi thuê một chiếc xe công vụ, 3 người cùng đi đến nhà hàng đó. Nhà hàng làm ăn khá được, đa số là người Viêm Long đến ăn. Ở Ngô Ca, có hơn 1 triệu người Viêm Long, chiếm 9% tổng số dân ở đây. Kinh tế ở đây cũng không phát đạt, tiền lương của người bình thường chỉ bằng một nửa của người Viêm Long. Có điều, người dân nơi đây lại theo đạo Phật, đa số đều hiền lành. 3 người tìm một chỗ ngồi, Vadi đi gọi món. Ngô Bình vừa ngồi xuống thì chợt cảm nhận được gì đó, cơm cũng không ăn nói, mọi người ăn trước đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc đã. Anh đi ra khỏi nhà hàng, đối diện là một cây bồ đề, dưới tảng cây có một con trâu đá đang nằm, trông cực kỳ bóng loáng, xem ra bình thường đều có người ngồi. Ngô Bình thấy dưới tảng cây không có ai bèn ngồi xuống cảm nhận thiên nhiên. Thoáng chốc, anh đã phát hiện trên không xuất hiện mấy trăm cái lốc xoáy năng lượng, có mấy cái ở Viêm Long không có. Anh vẫn chưa phát hiện tình trạng này ở Á Mã. Ngô Bình cẩn thận cảm nhận, phát hiện 3 loại năng lượng thượng phẩm có ghi lại trong Bát Cửu Huyền Kinh. Chúng lần lượt tương ứng với lực địa đột, lực thiên giáp trong linh khiếu và âm dương thần lực trong thần khiếu. Anh như nhặt được vàng. Cơm cũng không đứng dậy đi đến một chỗ khác thử xem có thể cảm nhận được 3 loại năng lượng này hay không. Nhưng lại khiến Ngô Bình thất vọng rồi, một khi rời xa nhà hàng thì anh sẽ không thể cảm nhận được 3 loại năng lượng thượng phẩm ấy. Tại sao lại thế? Ngô Bình kinh ngạc, nghĩ mãi mà không ra. Sau khi quay lại nhà hàng, đồ ăn đã bưng lên. Ông chủ là dân di cư đời thứ 5, tính cách cực kỳ nhiệt tình, còn tặng Ngô Bình một bình rượu. Ngô Bình có tâm sự nên không có tâm trạng ăn cơm, hỏi Vadi, gần đây có di tích cổ nào không? Vadi cười đáp, giáo chủ, quả thật có một chỗ, tên là chùa cổ, cách đây chỉ vài trăm mét. Ngô Bình gật đầu nói lát nữa sẽ đến xem. Anh vừa ăn vừa hỏi tình hình ở Ngô Ca, nơi đây, quyền lực cao nhất đều nằm trong tay quốc vương. Có điều, mấy năm gần đây, quyền lực của tướng quân Hồng Kim càng ngày càng lớn đã sắp lấn át quốc vương. Ngô Ca là một quốc gia Phật giáo, có 97% người dân tôn thờ đạo Phật, nhà sư trong nước có địa vị rất cao. Ở Ngô Ca, có 2 vị đứng đầu Phật môn được gọi là Tăng Vương. 2 vị Tăng Vương này, một người là Tăng Vương Pháp Tông, một người là Tăng Vương Đại Tông và họ đều có một ghế trong quốc hội. Dù là tướng quân Hồng Kim cũng phải tôn trọng họ vài phần. Vừa cơm nước xong, Ngô Bình đã nói, Vadi, chúng ta đến chùa cổ đi. Vadi nói, giáo chủ, chùa cổ đã đóng cửa từ mấy chục năm trước, không mở cửa với du khách nữa. Song tôi có quen trụ trì nơi đó, người khác không thể vào nhưng chúng ta lại khác. Chương 1944 đã đến tức là có duyên, không sao. Ngô Bình cười hỏi, cậu còn quen cả trụ trì à? Vadi nói, hồi đó, tôi thường xuyên đói bụng bèn thường đến chùa cổ làm công, kiếm miếng cơm.
trụ trì rất tốt, thường cho tôi tiền xài, còn cạo đầu cho tôi nữa. Ngô Bình hỏi, chùa cổ kia chắc cũng có bề dày lịch sử nhỉ? Fadi đáp, đúng vậy, hình như đã có từ trước nước Ngô Ca rồi. Giáo chủ, Tăng Vương trước khi kế vị đều phải đến chùa cổ một chuyến đó. Chỉ là, những dân đen như chúng tôi hiểu biết có hạn, không biết nguyên nhân vì sao. Ngô Bình lại nói, vậy càng phải nhanh chân đến xem. Fadi, chúng ta cũng không phải đi không, cậu nói với trụ trì, tôi sẽ cúng cho chùa cổ 100 triệu đô la. Fadi hoảng sợ, giáo chủ, quyên 100 triệu đô la á? Nhiều quá, họ thường chỉ cúng mấy trăm hay mấy triệu thôi. Ngô Bình, đã đến tức là có duyên, không sao. Fadi đi trước dẫn đường, chẳng bao lâu đã nhìn thấy một ngôi chùa trong rừng cây. Ngô Bình đứng trước chùa thì càng cảm giác được năng lượng cao ở đây còn nồng hơn bên ngoài rất nhiều. Cổng chùa đóng chặt, Fadi dùng sức gõ cửa. Một lát sau, cổng được mở ra, một nhà sư trung niên đi ra hỏi, các vị thí chủ đến chùa cổ có chuyện gì à? Đối phương nói tiếng địa phương nên Ngô Bình nghe không hiểu. Fadi bước lên trước chắp tay chào, nói, thưa thầy, con là Fadi, người còn nhớ con không? Nhà sư trung niên kia ngẫm nghĩ một lát rồi cười rộ lên, là con à? Fadi, con về rồi hả? Fadi lại nói, thưa thầy, anh Ngô nghe tên chùa cổ đã lâu, nay đến cúng chút tiền lấy lộc. Nhà sư nghe nói là tới cúng dường lập tức nở nụ cười nói, hóa ra là Bồ Tát Ngô, mời vào. Sau khi Ngô Bình bước vào chùa, chỉ thấy bên trong cổ thụ che trời, khắp nơi đều truyền đến tiếng đọc kinh. Anh được mời đến một gian nhà, nơi này chuyên chuẩn bị cho khách quý, hoàn cảnh tĩnh lặng. Sau đó, nhà sư trung niên bèn đi mời trụ trì bảo Ngô Bình chờ. Fadi nói, giáo chủ, trụ trì mà biết giáo chủ muốn cúng 100 triệu đô la thì chắc sẽ cười rung răng giả luôn mất. Ngô Bình không nói gì, anh cảm thấy rất kỳ lạ. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thầy chùa nhưng lại chẳng có ai có tu vi cao thâm. Dù là nhà sư trung niên ban nãy cũng chỉ là một người bình thường. Chùa cổ này rõ ràng có hoàn cảnh phi phàm nhưng sao lại không có tu chân. Anh khoanh chân ngồi xuống cảm nhận năng lượng, lần này, Ngô Bình càng cảm giác được ba loại năng lượng thượng phẩm kia rõ hơn. Anh cảm thấy nếu tu luyện trong đây, tốc độ hấp thu năng lượng sẽ nhanh hơn 10 lần so với dưới cây bồ đề. Bây giờ, có một nhà sư hơn 60 tuổi đi tới, cười nói, xin chào Bồ Tát Ngô, tôi là trụ trì chùa cổ. Ngô Bình cũng đứng dậy chào, thưa trụ trì, tôi tới đây là muốn chiêm ngưỡng quý chùa, tiện thể cúng chút tiền vàng mã. Anh nói xong, Fadi lập tức đưa ra một tấm séc. Đây là một tấm séc có thể đổi thành tiền mặt trong những ngân hàng chính quý tại các nước, trị giá 100 triệu đô la. Cả đời trụ trì gặp được rất nhiều người cúng dường. Kinh nghiệm phong phú nên cũng biết tấm séc ấy. Ông ta nhìn thấy giá trị của nó thì lập tức cuống quýt cúi chào, vui vẻ nói cảm ơn Bồ Tát Ngô. Ngô Bình nói, thưa trụ trì, nghe nói cơm chay của quý chùa rất ngon, tôi có thể ăn thử không? Trụ trì cười nói, đương nhiên là được rồi, xin chờ một lát, tôi lập tức đi căn dặn ngay. Sau khi trụ trì rời đi, Ngô Bình bảo Lâm Nhu và Vadi đừng làm phiền mình, anh phải tranh thủ mở ra linh khiếu. Cửa đầu tiên phải mở chính là linh khiếu thứ 7, anh bắt đầu hấp thu lực địa độn. Lực địa độn nhanh chóng ngưng tụ thành một dòng nước lũ chui vào cơ thể Ngô Bình rồi đắng thẳng đến linh khiếu. Kinh nghiệm của anh rất phong phú, chưa đến. Chương 1945 chính là nơi đây. Lực lượng cần hấp thu là thần lực âm dương, việc mở thần khiếu tương ứng có hơi rắc rối, phải mất hơn một giờ mới thành công. Sau đó võ hồn tiến vào thần khiếu, trở thành võ hồn âm dương. Với thần lực âm dương, võ hồn có thể hiểu được sự thay đổi của âm dương. Trong vòng chưa đầy 3 giờ, Ngô Bình đã mở 2 linh khiếu và 1 thần khiếu, tốc độ này vượt quá sức tưởng tượng của anh. Khi anh hồi thần lại, Fadi nhanh chóng nói, giáo chủ, trụ trì vừa tới đây muốn gặp người, nhưng tôi đã bảo ông ấy quay về rồi. Ngô Bình nói, ngôi chùa cổ này thật thần kỳ, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để ở lại lâu. Sau đó, anh hỏi, đoàn khách du lịch đã rời đi chưa? Fadi gãi đầu, giáo chủ, thời gian đã qua, tôi không dám gọi giáo chủ. Ngô Bình, không sao, chúng ta tự đi. Sau đó anh lệnh cho Fadi lái xe, ba người họ đi đến nơi gần trụ sở của thiên quỷ giáo nhất. Cơ sở hạ tầng của Ngô Ca rất kém, đường đi vô cùng khó khăn. Phải mất hơn một giờ mới đi được nửa đường, trời đã bắt đầu tối.
Fadi nói, giáo chủ, khi chúng ta đến đó thì e là mặt trời đã lặn. Ngô Bình, không sao, trời tối rồi thì chúng ta hành động càng tiện. Lâm Nhu hỏi anh, cậu định làm gì? Ngô Bình, đến Thiên Quỷ Giáo, chị nói cho tôi biết vị trí của Thiên Quỷ Miếu, còn lại để tôi lo. Fadi, giáo chủ, người đi một mình quá nguy hiểm, người muốn phái thêm cao chủ tới không? Ngô Bình, không cần. Lại đi thêm một giờ, xe đi tới một vùng núi hoang vu, cách trụ sở chính của Thiên Quỷ Giáo chỉ có mười mấy cây số. Ngô Bình và Lâm Nhu xuống xe, sau đó yêu cầu Fadi lái xe đi, tu vi của anh ta hơi kém, đến đó sẽ là một gánh nặng. Hai người đi xuyên qua đất hoang và rừng rậm, sau đó trèo lên một ngọn núi. Lên đến đỉnh núi, Ngô Bình nhìn thấy một thung lũng phía trước. Rất nhiều tòa nhà được xây dựng trong thung lũng, phong cách rất kỳ lạ, chủ yếu là màu đen và đỏ. Hai mắt Lâm Nhu sáng lên, nói chính là nơi đây. Chị có nhớ vị trí của Thiên Quỷ Giáo không, anh hỏi. Lâm Nhu liếc nhìn thung lũng, chỉ vào một nơi trong thung lũng ở gần vách đá và nói, hẳn là ở đó. Thiên Quỷ Giáo phần lớn được xây dựng trong hang động, có hai võ sĩ quỷ ở lối vào, chúng rất mạnh. Ngô Bình nói, chị chờ ở chỗ này, tôi đi rồi quay lại ngay. Anh di chuyển đến thung lũng trong nháy mắt, đồng thời trường vực được kích hoạt, không khí xung quanh bị bóp méo và anh bước vào trạng thái vô hình. Trên đường đi, anh gặp rất nhiều người của Thiên Quỷ Giáo, nhưng không ai có thể nhìn thấy anh. Anh đến cửa hang trong một thời gian ngắn và ngay lập tức ra lệnh cho Viêm Dương hành động. Viêm Dương đột nhiên lao về phía hai võ sĩ quỷ, nó mạnh hơn những võ sĩ quỷ, tấm da người của nó ngay lập tức phóng to bằng hai tấm chăn, nhoáng cái đã quấn lấy hai võ sĩ quỷ. Chương 1946 ta không thể lĩnh hội được. Ngô Bình nhân cơ hội lao vào Thiên Quỷ Giáo, anh tiến vào một sảnh lớn sau khi đi sâu hơn 10 mét. Có rất nhiều tác phẩm điêu khắc trong sảnh chính, tượng ở giữa là cao nhất. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Nhìn thấy trong pho tượng điêu khắc này có một luồng năng lượng hình người, nó mang theo một luồng khí tức kỳ quái, giống như thần lại giống như quỷ, chắc chắn đây là thiên quỷ. Thiên quỷ rất mạnh mẽ, anh không dám chọc vào, vì vậy anh lập tức lấy bình luyện thần ra và niệm chú. Niệm chú được một nửa, cái bình đã phát sáng, luồng khí đáng sợ dần dần tỏa ra. Pho tượng thiên quỷ đột nhiên động đậy, giọng nói vang lên trong đầu Ngô Bình, người phàm to gan, sao ngươi dám làm như vậy? Đáng tiếc nó chỉ uy nghiêm được một chút, bình luyện thần đã bao phủ lấy nó bằng một lớp ánh sáng vàng. Tiếp theo, ánh vàng kéo thiên quỷ vào bình luyện thần. Lúc này mới 4 giây trôi qua, Ngô Bình lập tức thu hồi bình luyện thần, hô to, đi thôi. Viêm Dương ngay lập tức lắc hai võ sĩ quỷ ra xa vài trăm mét, sau đó mang theo Ngô Bình bay lên không trung, lên đến đỉnh núi ngay lập tức. Khi đi ngang qua Lâm Nhu, anh đưa tay kéo cô ấy lên tấm da người, hai người cùng nhau rời đi. Khi hai võ sĩ quỷ hoàn hồn lại, không thể tìm thấy Viêm Dương nữa, vì vậy họ lao vào Thiên Quỷ Miếu. Họ không khỏi sửng sốt, lập tức đưa ra tín hiệu cảnh báo. Lần này trở lại Á Mã, Ngô Bình đã chọn cưỡi lên nhân bì, đi nhanh hơn cả máy bay. Chưa đến 9 giờ, anh và Lâm Nhu trở lại trụ sở của Hắc Thiên Giáo. Lúc này còn một giờ nữa mới đến cuộc đàm phán với Thiên Quỷ Giáo nên Ngô Bình đã yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị trước. Khi vào phòng, anh đeo mặt nạ Hắc Thiên và nói, thần Hắc Thiên, con thiên quỷ này có thể đổi được gì? Bình luyện thần vừa quay trở lại không gian Hắc Thiên liền bị thần Hắc Thiên lấy đi, hiện tại Ngô Bình có thể chọn đồ. Thần Hắc Thiên, miễn cưỡng có thể dùng được, tính cả nó, ta đã có 6 hồn phách mạnh mẽ, còn thiếu 3 cái cuối cùng, khi nào ngươi hiến tế 3 hồn phách cuối cùng đó? Ngô Bình, yên tâm, cứ phải từ từ. Thần Hắc Thiên, con thiên quỷ này có một chút thần tính. Cũng không tệ, đây là đồ vật ngươi có thể lấy, tự lựa chọn đi. Trước mặt Ngô Bình, có hàng trăm đồ vật trôi nổi, anh nhìn thấy ngay một chiếc xương thú hình kiếm, bên trong có hàng trăm triệu phù văn tiên thiên biến hóa khó lường, chúng đan xen vào nhau thành một luồng thần quang. Anh hỏi, đây là cái gì? Thần Hắc Thiên, đây là thần phù tiên thiên do vua của các loài thú ở sa mạc cổ xưa hình thành sau khi hiểu được quy luật của trời đất. Nếu ngươi đủ thông minh và có đủ thời gian, ngươi có thể lĩnh hội những thứ tuyệt vời từ nó. Ngô Bình, vật quý như vậy, ngươi bằng lòng lấy ra để ta chọn sao? Thần Hắc Thiên, thứ này không có tác dụng gì với ta không thể lĩnh hội được. Ngô Bình, ngươi không được, người khác cũng không được sao?
Thần Hắc Thiên trầm mặc vài giây, chủ nhân của xương thú này quá lợi hại, trên lý thuyết, chỉ có người có huyết mạch mạnh hơn so với hắn mới có tư cách lĩnh ngộ phù văn tiên thiên này. Ngô Bình cười lạnh, cho nên nó cũng vô dụng đối với ta, đúng không? Thần Hắc Thiên, không thể nói như vậy, dù sao cũng là truyền thừa của huyết mạch mạnh nhất thời cổ đại, giá trị tương đối cao. Chương 1947 Thiên Quỷ Giáo các người quá tự tin. Ngô Bình mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật và phát hiện ra rằng hàng tỷ phù văn này thực sự đang vận hành theo một quy tắc nhất định và dường như anh có thể hiểu được chúng. Thầm nghĩ vậy, anh nói, nó quý giá như thế, vậy ta sẽ nhận. Anh vừa phất tay, trong tay liền xuất hiện xương thú. Xương thú dài khoảng 1 mét, rộng 40 phân, đầu nhọn, trông giống như một thanh kiếm rộng, cứng hơn cả sắt. Thần Hắc Thiên, người sẽ không hối hận đâu, nói xong liền biến mất. Ngô Bình cất xương thú đi, sau đó đi ra ngoài hỏi mọi người, chuẩn bị xong chưa? Trương Tây Linh bước lên phía trước, giáo chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Mông hộ pháp đã sớm đến đó để sắp xếp, chúng ta có nên đến đó ngay bây giờ không? Ngô Bình, đi thôi, đi gặp giáo chủ Thiên Quỷ Giáo. Họ đến địa điểm hẹn, Vịnh Hắc Long. Vịnh Hắc Long là cửa sông Hắc Long, do lượng trầm tích lớn nên từ xa xưa đã hình thành nên một vịnh nông màu xám xanh. Vịnh Hắc Long có diện tích rộng lớn, khi Ngô Bình đến, hàng trăm người từ Thiên Quỷ Giáo đã tập trung ở đó. Hắc Thiên Giáo có nhiều người hơn ở đây, một khu vực rộng lớn này có ít nhất hàng ngàn người. Nghị đường đã sắp xếp hiện trường vô cùng hoành tráng, thể hiện sức mạnh hùng hậu, nguồn tài chính và sự bất khả chiến bại của Hắc Thiên Giáo, Thiên Quỷ Giáo không thể sánh bằng. Ngô Bình ngồi trên một chiếc kiệu do 36 người khiêng, mỗi người đều là cường giả tiên thiên. Kiệu có 2 tầng, rộng 10 thước. Hai bên trái phải có 8 hộ vệ cầm kiếm. Ngoài ra 4 người hầu của Ngô Bình cũng đang đợi trên chiếc kiệu. Ngô Bình thay một bộ lễ phục của giáo chủ trông vô cùng long trọng, màu đen thêu chỉ vàng, đội một chiếc vương miện bằng vàng khảm nhiều loại đá quý. Khi chiếc kiệu xuất hiện trước mặt những người của Thiên Quỷ Giáo, nó giống như một con quái thú cổ xưa khổng lồ, mang đến cho họ cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Lúc này, Ngô Bình ngồi trên ngai vàng và nhìn sang đối diện. Phía Thiên Quỷ Giáo tương đối giản dị, một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế tìm vội tới. Để ngăn chiếc ghế chìm xuống cát, một tấm sắt đã được trải bên dưới nó. Giáo chủ của Thiên Quỷ Giáo khẽ cau mày, hắn không ngờ rằng Hắc Thiên Giáo lại làm ra trò lớn như vậy. Ngô Bình nhìn đối phương thì thấy giáo chủ của Thiên Quỷ Giáo khoảng 30 tuổi, dáng người không cao, tướng mạo có phần tiều tụy, cánh tay phải bị tàn tật không thể duỗi thẳng được. Anh lớn tiếng nói, giáo chủ Thiên Quỷ Giáo, gần đây anh liên tục xâm phạm lãnh thổ Hắc Thiên Giáo của tôi, anh đã biết tội chưa? Người của Thiên Quỷ Giáo vô cùng tức giận, lần này là đàm phán bình đẳng, sao giáo chủ Hắc Thiên Giáo dám nói như vậy với giáo chủ của họ? Giang Nguyệt Hân, người ở bên cạnh thủ lĩnh Thiên Quỷ Giáo lớn tiếng nói, Ngô Bình, anh muốn đàm phán thì hãy đàm phán cho đàng hoàng. Nếu anh không muốn đàm phán, Thiên Quỷ Giáo chúng tôi sẽ cho anh biết tay. Ngô Bình lắc đầu, Thiên Quỷ Giáo các người quá tự tin. Giang Nguyệt Hân cười lạnh, Ngô Bình, Thiên Quỷ Giáo bọn tôi có thể mượn thần lực của Thiên Quỷ, Hắc Thiên Giáo các người có thể làm được sao? Chương 1948 báo ăn ma. Đúng lúc này, một bóng người bay tới, gã quỳ phịch trên mặt đất, dùng mật ngữ của Thiên Quỷ Giáo nói gì đó với giáo chủ Thiên Quỷ Giáo. Giáo chủ Thiên Quỷ Giáo sắc mặt rất khó coi, không khỏi run lên, nhìn chằm chằm Ngô Bình. Đanh giọng nói, anh đã làm cái gì? Ngô Bình, không có gì. Tôi chỉ triệu tập một sinh linh Hắc Thiên để nó xử lý Thiên Quỷ thôi. Đáng tiếc, Thiên Quỷ của Thiên Quỷ Giáo chỉ là trò đùa trước mặt thần Hắc Thiên vĩ đại của chúng tôi. Chỉ dựa vào một con Thiên Quỷ còn con đã dám đấu với Hắc Thiên Giáo, ai cho các người dũng khí vậy? Anh vừa dứt lời, Thiên Quỷ Giáo lập tức bàn tán xôn xao, vô cùng sốt ruột. Thiên Quỷ Giáo sở dĩ tồn tại là bởi vì Thiên Quỷ ban cho họ sức mạnh. Nếu như Thiên Quỷ không còn, Thiên Quỷ Giáo tất nhiên không thể tiếp tục tồn tại. Giáo chủ Thiên Quỷ Giáo đột nhiên lạnh lùng nói, anh không lừa được tôi đâu, Thiên Quỷ vẫn tồn tại. Ngô Bình biết giáo chủ Thiên Quỷ Giáo đang nghĩ gì, hắn muốn ổn định cục diện, tránh cho mọi người phân tâm. Anh cười lạnh nói, xin thưa với mọi người ở đây, Thiên Quỷ đã chết rồi. Các người đều là tín đồ của Thiên Quỷ, nếu cảm nhận sẽ biết lời tôi nói là thật. Một số người của Thiên Quỷ Giáo tại hiện trường thực sự có thể cảm nhận được tình hình này, họ không dám nói rõ ràng, nhưng họ đã bắt đầu hoảng sợ.
Ngô Bình, thiên quỷ đã chết, các người đã mất đi tín ngưỡng. Tại sao các người không chuyển sang gia nhập Hắc Thiên Giáo? Gia nhập Hắc Thiên Giáo, tôi có thể cho mọi người vị trí giống như ở Thiên Quỷ Giáo. Giáo chủ Thiên Quỷ Giáo liếc nhìn những người xung quanh, phát hiện không ít người dao động, hắn híp mắt lạnh lùng nói, võ sĩ quỷ, giết giáo chủ Hắc Thiên Giáo. Ngay lập tức, hai võ sĩ quỷ lao về phía Ngô Bình như tia chớp. Không cần mệnh lệnh của Ngô Bình, 20 long vệ ẩn náu trong bóng tối lao tới, 20 chọi hai, lập tức bao vây hai võ sĩ quỷ và bắt đầu giết họ. Nhìn thấy võ sĩ quỷ bị chặn lại, giáo chủ Thiên Quỷ Giáo gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ lên một lá cờ lớn, lá cờ đầy quỷ khí, phát ra những tiếng quỷ khóc thần sầu. Giết hắn! Khi hắn ra lệnh, khí đen trong cờ cuộn trào, mấy trăm bóng ma lập tức lao ra, có con là tướng quân mặc áo giáp, có con là thư sinh áo gấm đội mũ ngọc, còn có nữ quỷ mắt đầy răng nanh nhuốm máu. Con quỷ nào cũng có sức mạnh đáng sợ, đó đều là lệ quỷ được Thiên Quỷ Giáo nuôi dưỡng hàng ngàn năm. Đối mặt với hàng trăm con ma hung dữ, Ngô Bình đã treo Tịnh Thế Thần Đăng lên không trung để chặn những con ma này từ xa. Đồng thời, anh bình tĩnh đeo mặt nạ Hắc Thiên lên, nói với thần Hắc Thiên, thần Hắc Thiên, có người muốn tiêu diệt Hắc Thiên Giáo, ta muốn triệu hồi một ít sinh linh Hắc Ám để cho Thiên Quỷ Giáo thấy được thực lực của Hắc Thiên Giáo. Thần Hắc Thiên, người có mặt nạ Hắc Thiên, có thể gọi các sinh vật Hắc Ám với các cấp độ khác nhau dựa theo sức mạnh của chính mình. Sau khi nói xong, một cuộn giấy dài xuất hiện trước mặt Ngô Bình, trên đó có vẽ hàng trăm sinh vật. Ngô Bình liếc nhìn nó và hỏi, sinh vật nào có thể chế ngự ma? Thần Hắc Thiên, báo ăn ma. Ngô Bình chẳng mấy chốc đã tìm thấy con báo ăn ma, đó là một sinh vật có kích thước bằng một con mèo, với đôi mắt đỏ và bộ lông màu xám bạc, trông rất dễ thương. Anh đọc một câu thần chú do thần Hắc Thiên dạy, hoa văn trên cuộn giấy trở nên sáng hơn, sau đó biến thành một con báo và lao ra ngoài. Ngô Bình nói, đi. Chương 1949 tôi đầu hàng, tôi có thể cho anh tất cả. Cùng lúc con báo ăn ma được thả ra, Ngô Bình đã thu lại Tịnh Thế Thần Đăng, 100 con ma liền đánh tới. Cùng lúc đó, một con báo màu xám bạc đứng trên vai Ngô Bình, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm những bóng ma đang lao tới. Khi khoảng cách với những bóng ma không đến 10 mét, nó đột nhiên mở miệng. Con báo nhỏ lại có cái miệng lớn hơn cả cái chậu, nó phát ra ánh sáng đỏ. Ngay lập tức bao trùm tất cả những con ma. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi ánh đỏ tắt, tất cả những bóng ma đều bị nó nuốt chừng. Hiện trường im lặng trong giây lát, mọi người ở cả hai bên đều rơi vào im lặng. Sau một vài giây, người của Hắc Thiên Giáo vỡ òa trong tiếng reo hò. Giáo chủ vô địch, uy chấn thiên hạ, giáo chủ vô địch, uy chấn thiên hạ. Ngô Bình nhìn thủ lĩnh của thiên quỷ, nói một cách bình tĩnh, còn bản lĩnh gì thì tung ra hết đi. Giáo chủ Thiên Quỷ Giáo bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, nhưng hắn vừa mới lui một bước, Viêm Dương đã xuất hiện ở bên cạnh, đè hắn xuống đất. Những người xung quanh không nhúc nhích, ngay cả Giang Nguyệt Hân cũng không có biểu cảm gì, lặng lẽ bước sang một bên. Bọn họ đều biết, Thiên Quỷ Giáo đã xong đời. Ngô Bình lạnh lùng nói, mang giáo chủ Thiên Quỷ Giáo lại đây. Viêm Dương mang thủ lĩnh của Thiên Quỷ Giáo đến cho Ngô Bình, hắn trừng mắt nhìn Ngô Bình, nói lớn, tôi không phục. Ngô Bình, không phục cũng không sao, dù sao cũng phải chết. Nói xong anh liền ra hiệu, đại tư tế Asaya đi ra, nói lớn, thiên quỷ giáo hoành hành ngang ngược, dùng quỷ thuật khống chế dân lành. Chúng ta được thần Hắc Thiên ra lệnh đấu tranh cho sự bất công của mọi người, giết tên nanh ác này. Giáo chủ thiên quỷ giáo tuyệt vọng vùng vẫy, hàng chục luồng khí đen đột nhiên xuất hiện khắp người. Đây đều là yêu ma ẩn nấp trên người hắn, rất lợi hại. Có nhiệm vụ bảo vệ giáo chủ thiên quỷ giáo. Tuy nhiên, trước mặt con báo ăn ma, chúng không dám cử động, lần lượt bỏ chạy. Nhưng con báo không buông tha cho chúng, nó há to miệng, lại lóe lên ánh sáng đỏ và nuốt chửng hàng chục con ma. Bây giờ giáo chủ thiên quỷ giáo đã không còn gì để dựa vào, hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi và hét lên, đừng giết tôi. Tôi đầu hàng, tôi có thể cho anh tất cả. Đao phủ đã đến, Ngô Bình phất tay. Đao phủ ngừng vung đao. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào giáo chủ thiên quỷ giáo, nói cho tôi biết, anh có gì có thể cho tôi. Giáo chủ thiên quỷ giáo vội vàng nói, tất cả tài sản của thiên quỷ giáo, bảo vật của các tông chủ đời trước, toàn bộ thiên quỷ giáo đều thuộc về anh. Ngô Bình gật đầu, nói thế thì anh còn có giá trị, tốt lắm, tôi tạm thời không giết anh cũng nên biểu hiện cho tốt.
hắn nhanh chóng nói, vâng, vâng, tiểu nhân sẽ cư xử tốt, tiểu nhân sẽ làm bất cứ điều gì người yêu cầu tôi làm. Ngô Bình, mấy tên võ sĩ quỷ của anh cũng được đấy, anh làm sao để khống chế bọn họ? Tên giáo chủ lấy ra một lệnh bài bọc vải đen được chạm khắc, giơ hai tay lên trên đầu và nói, giáo chủ đại nhân, hãy nhìn vật này. Trương Tây Linh lấy lệnh bài và đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình lật xem, phát hiện nguyên lý rất đơn giản, đây chỉ là một cấm chế đơn giản, liền hỏi, thiên quỷ giáo các người chỉ có 4 võ sĩ quỷ sao? Chương 1950 Giang Nguyệt Hân, cô mặt dày thật. Giáo chủ thiên quỷ giáo nói, bẩm giáo chủ, thiên quỷ giáo chúng tôi có 28 võ sĩ quỷ, một tướng quân quỷ, hơn mấy trăm thi quỷ mạnh mẽ, chỉ là tôi vừa mới tiếp quản thiên quỷ giáo, còn chưa thể hoàn toàn kích hoạt chúng. Hiện tại mới kích hoạt được 4 võ sĩ quỷ. Mắt Ngô Bình sáng lên, không tồi. Anh ra lệnh, Viêm Dương, người trông nom hắn cho ta. Sau đó anh nhìn về phía đám người thiên quỷ giáo, nói các người hiện có 2 lựa chọn, thứ nhất là gia nhập Hắc Thiên giáo, thờ phụng thần Hắc Thiên, tôi sẽ cho các người đãi ngộ tương ứng. Thứ hai, chống cự đến cùng, kết cục chỉ có cái chết. Nhóm người này lòng đã sớm loạn, một đám cấp cao lập tức đi ra, nói chúng tôi nguyện ý phục tùng giáo chủ Hắc Thiên. Ngô Bình cười nói, được, Trương Tây Linh, Mông Trạch, các người mau dẫn thêm người đi đếm số người, sắp xếp thật thỏa đáng cho các huynh đệ của thiên quỷ giáo. Vâng, Mông Trạch và Trương Tây Linh tuân lệnh. Lúc này Giang Nguyệt Hân đi tới, cười nói, Ngô Bình, tôi biết ngay là cậu phi phàm, thiên quỷ giáo không phải đối thủ của cậu. Lâm Nhu cười khẩy, Giang Nguyệt Hân, cô mặt dày thật. Giang Nguyệt Hân quỳ trên mặt đất, Nguyệt Hân tôi nguyện phục vụ giáo chủ cả đời. Ngô Bình nhìn cô ấy, mặc dù người phụ nữ này có thể đổi sắc mặt nhanh hơn cả lật trang sách, nhưng phải thừa nhận cô ấy là người thực tế. Anh nói, Giang Nguyệt Hân, chắc cô cũng biết khá nhiều bí mật của thiên quỷ giáo nhỉ? Giang Nguyệt Hân, vâng, giáo chủ, tôi biết gần như tất cả những bí mật của thiên quỷ giáo. Ngô Bình, được, tôi giao cho cô một nhiệm vụ, cô đi liên hệ với thánh nữ vu giáo đi. Tưởng Nguyệt Hân lập tức nói, được, tôi lập tức làm. Ngô Bình nhìn cô ấy một cái, nói cô đừng dở trò, làm việc đàng hoàng thì bổn giáo chủ sẽ không bạc đãi cô. Tưởng Nguyệt Hân, thuộc hạ đã hiểu. Giang Nguyệt Hân lui xuống, Lâm Nhu rất khó chịu, nói, Ngô Bình, tại sao cậu không giết cô ta? Ngô Bình, cho cô ấy một cơ hội, nếu như chị lo lắng, tôi liền để cô ấy làm thuộc hạ của chị. Mắt Lâm Nhu sáng lên, được. Sau khi dọn dẹp chiến trường, mọi người trở về Hắc Thiên giáo. Ngô Bình không ngờ rằng mình sẽ thôn tính thiên quỷ giáo một cách thuận lợi như vậy. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với tất cả mọi người trong Hắc Thiên giáo. Thôn tính toàn bộ thiên quỷ giáo, bất kể là tiếp thu nhân sự hay là thanh lý tài sản đều cần thời gian để xử lý. Ngô Bình giao tất cả những vấn đề đau đầu này cho cấp dưới của mình, anh quay trở lại cung điện để phân loại các kho báu của các giáo chủ cũ. 2 giờ sáng, anh bắt đầu luyện phương pháp hít thở. Sau khi bình tĩnh lại về thể chất và tinh thần, anh thấy rằng mọi tế bào trong cơ thể đang hấp thụ 8 loại năng lượng cấp cao. 8 năng lượng này được giải phóng từ 8 linh khiếu và tiến vào tế bào của anh, cơ thể anh cũng. Chương 1951 ông Nịnh hay thật đấy. Ngô Bình điều khiển vải tiên một cách độc lập và vải tiên sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào khi cần thiết. Khi không sử dụng, vải tiên được chuyển thành năng lượng và được lưu trữ trong các tế bào. Sau khi tu luyện một thời gian, anh cảm thấy thân thể của mình cho tới bây giờ mới hoàn toàn viên mãn, bệnh suy nhược của anh cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bây giờ, thực lực của mình hẳn là có thể chống lại chân nhân linh biến nhỉ, anh tự hỏi. Địa tiên sơ kỳ được gọi là thời kỳ linh biến, có 5 cảnh giới là nguyên thần, thuần dương, thần biến, hóa thân, linh biến, trong đó, linh biến là một giai đoạn vô cùng mạnh mẽ. Mình muốn tiếp tục mở linh khiếu và thần khiếu. Sau đó có thể trở thành nhân tiên cảnh giới cao nhất, trở thành võ quân, thần quân, trong lòng anh thầm dự định tương lai. Vào lúc bình minh, Mông Trạch và những người khác đến, Mông Trạch nói, giáo chủ, theo lời kể của giáo chủ thiên quỷ giáo, thiên quỷ để lại rất nhiều cao thủ. Và rất nhiều bảo vật của thiên quỷ cũng ở đó. Ngô Bội, hộ pháp Trương Tây Linh, đường chủ tài đường phó oánh, các người dẫn theo một nhóm người đi theo tôi đến trụ sở chính thiên quỷ giáo. Ngô Bình mang theo hàng trăm người trong chuyến đi này, họ đáp máy bay riêng đến Ngô Ca. Trên máy bay,
Ngô Bình nói, bên Ngô ca cũng có người của Hắc Thiên giáo đúng không? Trương Tây Linh, thưa giáo chủ, Thiên Quỷ giáo gần đây quật khởi, tất cả những người trước đó đã bị đuổi đi, bây giờ không có người của chúng ta ở đó. Ngô Bình, Trương Tây Linh, từ nay ông sẽ trấn giữ ở Ngô ca. Trương Tây Linh mừng rỡ, nói thuộc hạ tuân lệnh. Ngô Bình, sự khống chế của chúng ta đối với nước Liêu bên cạnh Ngô ca thế nào? Trương Tây Linh, giáo chủ, chúng ta có ảnh hưởng nhất định ở nước Liêu, nước Miến và An Nan, chúng ta cũng có quan hệ chặt chẽ với giai cấp thống trị. Ngô Bình, tiếp theo, chúng ta cần kết nối giữa nước Liêu và Ngô ca, Viêm Long. Trong tương lai, trọng tâm của Hắc Thiên giáo phải được chuyển đến Viêm Long. Trương Tây Linh, Viêm Long có địa tiên giới, vì vậy rất khó để chúng ta nhúng tay vào. Ngô Bình, bây giờ tôi cũng là đệ tử ưu tú của Thục Sơn kiếm phái, không ai dám hại chúng ta, điều này không cần lo lắng. Trương Tây Linh vui mừng khôn xiết, giáo chủ, người đã gia nhập Thục Sơn kiếm phái sao? Mặc dù chuyện này đã được lan truyền trong địa tiên giới, nhưng người của Hắc Thiên giáo vẫn chưa nhận được tin tức. Ngô Bình, phải, tôi vẫn là luyện đan sư của Thục Sơn kiếm phái. Vì vậy không ai dám áp chế chúng ta. Trương Tây Linh cười nói, giáo chủ, về sau có thể để cho tôi phụ trách bên Viêm Long không? Ngô Bình nghiêng đầu liếc Trương Tây Linh một cái, ông cứ giải quyết việc bên Ngô ca đi, tôi sẽ cân nhắc. Đa tạ giáo chủ, Trương Tây Linh rất vui vẻ. Mông Trạch không khỏi nói, Tây Linh, tôi cũng muốn đi Viêm Long. Trương Tây Linh liếc ông ấy một cái, tôi đã nói trước, giáo chủ cũng đã đồng ý. Ngô Bình, Mông Trạch, ông đi Viêm Long làm gì? Mông Trạch, ở Viêm Long thì gần giáo chủ hơn, cho nên tôi có thể thường xuyên đến thăm người. Ngô Bình, ông nịnh hay thật đấy. Trương Tây Linh cười nói, giáo chủ, Mông Trạch không nịnh nọt, ông ấy cũng nghĩ giống như tôi, nếu như thân cận với giáo chủ hơn, có lẽ có thể nhận được lời khuyên của người. Ngô Bình, yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ bạc đãi người có công. Trương Tây Linh, giáo chủ. Khi thôn tính hoàn toàn Thiên Quỷ giáo, Hắc Thiên giáo của chúng ta sẽ là bá chủ ở Đông Nam Á, cần phải tăng số lượng tín đồ. Ngô Bình, Tây Lan giáo và Phật giáo có nhiều tín đồ nhất ở Đông Nam Á. Hắc Thiên giáo đang đi theo con đường cao cấp, hiện tại không cần tăng thêm tín đồ. Hơn nữa, hiện tại thần Hắc Thiên vẫn chưa thể đáp xuống địa cầu. Khi nào chúng ta có thể triệu hồi hóa thân của thần Hắc Thiên, sẽ chẳng bao giờ là quá muộn để mở rộng các tín đồ. Mọi người nghe xong câu này đều sửng sốt. Chương 1952 tướng quân quỷ này kích hoạt thế nào? Giáo chủ, hóa thân của thần Hắc Thiên sẽ đến địa cầu sao? Trương Tây Linh run giọng hỏi. Ngô Bình gật đầu, sau này nhất định sẽ đến. Nhưng hiện tại chưa thể làm được. Trước đó, chúng ta cần thống nhất Hắc Thiên giáo toàn cầu. Trương Tây Linh, giáo chủ, thuộc hạ đề nghị chúng ta trước tiên hãy thu phục Hắc Thiên giáo ở Nam Mỹ. Sau đó lấy nó làm bàn đạp để tấn công Bắc Mỹ. Ngô Bình, ông nói đúng. Ông hãy nói tôi nghe tình hình của Hắc Thiên giáo ở Nam Mỹ. Trương Tây Linh nói rằng Hắc Thiên giáo ở Nam Mỹ đã dung hợp với Vu giáo địa phương và gọi nó là Vĩnh Sinh Thần giáo. Họ đã đổi tên của thần Hắc Thiên thành thần Vĩnh Sinh. Phía Nam Mỹ cũng đi theo con đường cao cấp. Họ có mối quan hệ mật thiết với các thủ lĩnh vũ trang địa phương, các trùm ma túy lớn và các quan chức chính phủ cấp cao. Tất nhiên. Hắc Thiên giáo ở Nam Mỹ cũng không tránh khỏi dính dáng đến trần tục, vì bản thân nó là một tổ chức buôn bán ma túy rất mạnh. Chẳng mấy chốc, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay. Sau đó, mọi người lên mấy chục chiếc ô tô, đi tới trụ sở chính của Thiên Quỷ giáo. Ngô Bình đã đến trụ sở của Thiên Quỷ giáo một lần, lần này anh đã trở thành chủ nhân của nơi này. Đi cùng còn có giáo chủ của Thiên Quỷ giáo, hiện hắn đang nằm dưới sự kiểm soát của Hắc Thiên giáo. Giống như một con rối. Các giáo dân của Thiên Quỷ giáo vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra và tất cả họ đều ngạc nhiên khi thấy giáo chủ đến cùng nhiều người lạ. Giáo chủ Thiên Quỷ giáo nói, bổn giáo chủ đã gia nhập Hắc Thiên giáo. Tôi tuyên bố rằng Thiên Quỷ giáo sẽ được sát nhập vào Hắc Thiên giáo. Mọi người đều sẽ trở thành thành viên của Hắc Thiên giáo. Giáo chủ đã nói như vậy, những người cấp thấp tất nhiên không dám nói gì. Trương Tây Linh phái người đi tiếp nhận và sắp xếp lại giáo dân của Thiên Quỷ giáo. Giáo chủ Thiên Quỷ giáo dẫn Ngô Bình đi đến nhà kho của Thiên Quỷ giáo. Đi cùng với họ còn có một số thủ quỹ của Hắc Thiên giáo. Thiên Quỷ giáo chỉ mới trỗi dậy gần đây, nhưng tổ tiên của họ rất giàu có, vì vậy tài sản tích lũy cũng khá đáng kể.
Nhưng so với tiền, Ngô Bình quan tâm nhiều hơn đến các võ sĩ quỷ và tướng quân quỷ của Thiên Quỷ giáo. Mở kho ra, anh thấy trong đó chất đầy vàng bạc châu báu và nhiều thứ quý hiếm khác. Ngay từ thời Ngô Ca, Thiên Quỷ giáo đã có phong cách hành xử cực đoan, vì tiền thường giết nhà giàu cướp hết của cải. Vào thời kỳ hùng mạnh nhất của Ngô Ca, Thiên Quỷ giáo chiếm gần như toàn bộ bán đảo Trung Nam, giờ đây Ngô Ca, An Nan, nước Liêu, nước Miến, Xiêm La, v.v. đều nằm dưới sự cai trị của vương triều Ngô Ca. Thiên Quỷ giáo có quan hệ mật thiết với hoàng thất, liền thừa cơ hoành hành, tích trữ rất nhiều của cải. Sau đó, vương triều Ngô Ca diệt vong, Thiên Quỷ giáo cũng vì thế mà sống ẩn dật. Hết hộp đá quý này đến hộp đá quý khác, hàng đống tiền bạc, hàng đống ngói vàng, hương liệu quý, ngọc lục bảo, v.v. Ngô Bình không quan tâm đến những thứ này, vì vậy anh yêu cầu cấp dưới của mình đếm chúng, còn anh thì tiếp tục đi vào. Anh đi qua một lối đi dài và tới một sườn núi. Trong sườn núi có rất nhiều không gian, bên trong là 24 võ sĩ quỷ, tướng quân quỷ và thi quỷ. Nơi này tỏa ra mùi ôi thiêu nồng nặc, ánh mắt của Ngô Bình rơi vào tướng quân quỷ. Tướng quân quỷ này cao 2 mét, đang nhắm mắt, mặc bộ áo giáp màu đen, tay cầm trường thương, bên hông treo một thanh trường kiếm, vô cùng uy nghiêm oai phong. Anh hỏi, tướng quân quỷ này kích hoạt thế nào? Chương 1953 Tăng Vương tới đây không biết có việc gì. Giáo chủ Thiên Quỷ giáo, bẩm giáo chủ, tướng quân quỷ có thực lực khoảng cấp bậc chân quân, muốn sử dụng cần tu vi vô cùng cao. Vừa nói, hắn vừa đưa cho Ngô Bình một tấm lệnh bài vàng, nói, dùng máu hiến tế cho tấm lệnh bài này có thể khống chế được tướng quân quỷ. Ngô Bình cắn ngón tay và nhỏ vài giọt máu lên đó. Tấm lệnh bài vàng sáng lên trong giây lát, liền hút hết máu. Trong đó có cấm chế khá phức tạp, anh xem một chút liền biết phương pháp hiến tế, lập tức dùng thần niệm hiến tế. 10 phút sau, tấm lệnh bài vàng đột nhiên hấp thụ sức mạnh tinh thần và chân khí của Ngô Bình một cách điên cuồng. Cũng may tu vi của anh cao hơn trước rất nhiều, hấp thu một ít cũng không thành vấn đề. Khoảnh khắc tiếp theo, tấm lệnh bài vàng tỏa sáng rực rỡ, tướng quỷ di chuyển cơ thể, mở mắt và đi về phía Ngô Ca. Nó quỳ xuống cách anh 5 bước chân. Ngô Bình phát hiện ra rằng thông qua tấm lệnh bài vàng, anh có thể giao tiếp với tướng quân quỷ và ra lệnh cho nó. Đứng dậy đi, anh nói. Tướng quân quỷ đứng dậy, nhìn thẳng vào Ngô Bình. Hai con mắt của nó bắn ra hai ngọn lửa vàng dài một tấc, khí thế kinh người. Ngô Bình nhìn vào tướng quân quỷ và thấy rằng nó có thể thực hiện các mệnh lệnh một cách hoàn hảo, gần như tương đương với một hóa thân của anh. Hơn nữa, anh có thể chỉ huy tất cả các võ sĩ quỷ thông qua tướng quân quỷ. Anh rất hài lòng, ngay lập tức đánh thức 24 võ sĩ quỷ còn lại. Cứ như vậy, Ngô Bình cùng tướng quân quỷ và 24 võ sĩ quỷ đi ra khỏi nhà kho. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong Thiên Quỷ giáo đều mất hết tư tưởng nổi loạn và sẵn sàng gia nhập Hắc Thiên giáo. Ngô Bình đã sử dụng trụ sở chính của Thiên Quỷ giáo làm chi nhánh của Hắc Thiên giáo ở Ngô Ca, sau đó điều chuyển một nhóm người mới tới và ra lệnh cho Trương Tây Linh tiếp quản nơi đây. Sau đó anh vào sống trong cung điện của giáo chủ Thiên Quỷ giáo. Tuy cung điện ở đây không được xây dựng khang trang như cung điện của Hắc Thiên giáo, nhưng cũng không tệ. Chẳng mấy chốc, Mông Trạch đến báo cáo, giáo chủ, Tăng Vương Đác Mần đến thăm. Có hai vị Tăng Vương ở Ngô Ca, một là Pháp Tông và một là Đại Tông, Đác Mần là Tăng Vương của Pháp Tông. Địa vị của Tăng Vương ở Ngô Ca chỉ đứng sau nhà vua. Sau khi nhà vua qua đời, Tăng Vương sẽ bầu một vị vua mới cùng với các nghị viên khác. Ngô Bình nói, cho mời. Chẳng mấy chốc, Tăng Vương Đác Mần đã đến với hơn một chục tùy tùng. Tăng Vương khoảng 50 tuổi, dáng người không cao, nước da ngăm đen, trên mặt nở nụ cười thân thiện. Ngô Bình rất nể mặt ông ta, anh đứng dậy nghênh đón, cười nói, Tăng Vương đến mà tôi lại không kịp tiếp đón, thất lễ quá. Tăng Vương Đác Mần biết ngôn ngữ của Viêm Long. Ông ta cười nói, xin chào giáo chủ Hắc Thiên giáo. Sau vài lời xã giao, hai bên lần lượt ngồi xuống. Ngô Bình, Tăng Vương tới đây. Chương 1954 giáo chủ Hắc Thiên giáo đến. Ngô Bình cười nói, được, tôi nhất định sẽ đi. Sau vài lời xã giao, Tăng Vương Đác Mần rời đi. Sau khi đối phương rời đi, Mông Trạch nói với vẻ mặt khinh thường, tu vi của tên Tăng Vương này quá thấp, cùng lắm là cảnh giới luyện thần. Ngô Bình, Tăng Vương là quan, không dính dáng gì đến tu hành. Đúng rồi,
Yến tiệc tối nay có lẽ rất thú vị, đi tìm hiểu đi. Rõ. Nửa giờ sau, Mông Trạch quay lại và nói, giáo chủ, người nói đúng. Ngoại trừ một số cao tăng còn có một số cao thủ từ chùa Bạch Tượng của Tiểu Tây Thiên, đại thần quan của thần giáo Đông Doanh và tướng quân Hồng Kim, người quyền lực nhất Ngô Ca. Nhân tiện, có một nhóm thương nhân từ Viêm Long nói rằng họ muốn xây dựng một sòng bạc tại Ngô Ca. Ngô Bình, nhóm thương nhân đó là ai? Mông Trạch, hình như có liên quan đến hội Kim Long, tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, hội Kim Long, thật trùng hợp thật đấy. Mông Trạch, giáo chủ, người có mâu thuẫn với hội Kim Long sao? Ngô Bình, có thủ oán. Mông Trạch lộ ra vẻ hung ác, thuộc hạ dẫn người tới tiêu diệt bọn họ. Ngô Bình xua tay, không vội. Vẫn còn một khoảng thời gian trước bữa tối, Lễ Đường biết được điều này liền lập tức đi máy bay đến. Tham gia yến tiệc của nhà vua là một dịp tương đối lớn, vì vậy Lễ Đường phải chuẩn bị chu đáo. Ngô Bình được yêu cầu thay một bộ áo choàng lộng lẫy và trang nghiêm, đi cùng anh là 8 người hầu và 12 thị vệ, về phần lái xe thì còn hoành tráng hơn, anh đi ra ngoài với 30 chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu. Đương nhiên, chỉ có xe chắc chắn là không đủ, còn có 20 con bảo mã thuần chủng do 20 long vệ cưỡi. Điều này là do không gian trong cung điện có hạn, nếu không Lễ Đường chắc chắn sẽ để Ngô Bình ra mắt trên chiếc kiệu 2 tầng. Mãi cho đến khi Ngô Bình sắp mất hết kiên nhẫn, công việc chuẩn bị của Lễ Đường mới kết thúc. Ngay sau đó, họ đến vương cung Ngô Ca. Ngô Ca kế thừa một phần nhỏ lãnh thổ của vương triều Ngô Ca, còn rất nhiều công trình kiến trúc cổ kính, cung điện Ngô Ca ngày nay một phần có nguồn gốc từ thành cổ Ngô Ca. Khi xe đến cửa cung, thị vệ trong cung vô cùng kinh ngạc, họ nhìn thấy mấy chục chiếc xe, mấy chục con ngựa chậm rãi đi tới, người tới là ai mà lại có trận thế hoành tráng như vậy. Mông Trạch cưỡi một con ngựa cao lớn và nói lớn, giáo chủ Hắc Thiên giáo đến. Các thị vệ giật mình, họ đã được lệnh rằng phải để cho giáo chủ Hắc Thiên giáo vào, vì vậy họ nhanh chóng mở cổng cung điện và chào đón đoàn người Ngô Bình. Vào cung điện, quốc vương Ngô Ca đích thân ra đón, ông ta dẫn theo cả quần thần đi thẳng đến trước xe. Đi cùng với ông ta là hai vị tăng vương, hoàng hậu và phi tần. Khi Ngô Bình xuống xe, vua Ngô Ca đã mỉm cười bước lên phía trước. Đưa tay ra bắt tay và nói, giáo chủ Ngô đáng kính, xin chào mừng. Ngô Bình chúc phúc cho nhà vua theo nghi thức của Ngô Ca, sau đó hai bên lần lượt tặng quà cho nhau. Chương 1955 quá kiêu ngạo. Thứ mà nhà vua đưa cho Ngô Bình là một thanh kiếm cổ từ triều đại Ngô Ca, nó được làm bằng thiên thạch và khảm nhiều loại đá quý, cực kỳ quý giá. Thứ mà Ngô Bình tặng là một lọ thuốc, đó là trường sinh tán. Nhà vua tuổi đã ngoài 60 nhưng phong độ người người, có 10 con trai, 8 con gái, 36 phi tử, một hoàng hậu và vô số người phụ nữ không có danh phận. Nhà vua tên là Sihanouk, ông ta bắt tay với Ngô Bình, sau đó đưa anh đi vào cung điện. Lúc này một số khách đã đến đại sảnh, bọn họ xếp thành hàng ở hai bên, ngồi sau chiếc bàn dài, có cung nữ chuyên rót rượu bưng thức ăn. Đây rõ ràng là phong cách của những bữa tiệc cổ xưa. Nơi mọi người ngồi vào chỗ của mình thay vì ngồi cùng nhau. Có một khoảng cách đáng kể giữa khách mời. Sihanouk rất coi trọng Ngô Bình, ông ta sắp xếp anh ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, đó là nơi những vị khách quý tôn nhất ngồi. Ngô Bình cũng không khách sáo, anh thoải mái ngồi xuống. Có đủ chỗ phía sau anh cho những người hầu và thị vệ đứng ở đó. Sihanouk mỉm cười và nói, các vị khách quý, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là thủ lĩnh của Hắc Thiên giáo. Ngô tiên sinh. Mọi người đều gật đầu, nhưng cũng có một số người nhìn Ngô Bình với ánh mắt khinh miệt và coi thường. Một trong tăng nhân trẻ tuổi cười hì hì và nói, Hắc Thiên giáo chỉ là một giáo phái thế tục cấp thấp. Mông Trạch đanh giọng nói, tên đầu chọc kia, dám vô lễ trước mặt giáo chủ à. Dứt lời, ông ấy bộc phát khí tức chân nhân, bao trùm lấy tăng nhân. Tăng nhân trẻ tuổi không hề sợ hãi, nói tôi là võ sư từ chùa Bạch Tượng. Tôi nói Hắc Thiên giáo các người như thế thì đã sao? Vừa dứt lời, sau lưng hắn phát ra một luồng ánh sáng chói lọi, một tràng Phật âm vang lên. Chùa Bạch Tượng, Ngô Bình nhớ anh có quen biết với một lão tăng của chùa Bạch Tượng. Trương Tây Linh bên cạnh thì thầm, giáo chủ, chùa Bạch Tượng có thế lực khá mạnh mẽ tại Tiểu Tây Thiên. Địa vị của nó ở Đông Nam Á giống như địa vị chùa Đại Thiền ở Viêm Long vậy. Mông Trạch vô cùng tức giận.
đang định lập tức tấn công thì Ngô Bình nói, nghe nói các nhà sư ở chùa Bạch Tượng cũng nổi tiếng không kém chùa Đại Thiên, có võ công cao cường, hôm nay gặp khiến tôi vô cùng thất vọng. Vị hòa thượng trẻ tuổi cau mày, anh nói như vậy là có ý gì? Ngô Bình, tu sĩ của chùa Bạch Tượng các người quá rác rưởi, không thể nào sánh với chùa Đại Thiên. Hòa thượng trẻ tuổi nổi giận, nói lung tung, anh có dám đấu với tôi một trận không? Ngô Bình cười lạnh, anh không xứng để cho bổn giáo chủ ra tay. Tôi ngồi ở chỗ này cũng có thể đánh bại anh. Nhà sư trẻ tuổi cười điên cuồng, quá kiêu ngạo. Vừa dứt lời, một quyền ý đáng sợ ập đến, vị hòa thượng trẻ tuổi đột nhiên rơi vào ảo. Chương 1956 tôi nhắc lại, các người biến ngay. Watanabe cúi người chào Ngô Bình rồi nói, giáo chủ Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình, ông biết tôi à? Watanabe, vì cậu quá nổi tiếng. Ngô Bình sầm mặt, nếu ông đã biết tôi thì sao vẫn dám ngồi đối diện? Watanabe, tôi không được ngồi đây ư? Ngô Bình thờ ơ nói, ông chưa đủ trình để ngồi ngang hàng với tôi, biến đi. Norodom ngẩn ra, thầm thấy vị giáo chủ của Hắc Thiên Giao rất ngông nghênh, dám quát tháo cả thần chủ của Đông Doanh. Watanabe lạnh mặt nói, giáo chủ Ngô, tôi biết cậu giỏi, nhưng thái độ thiếu lịch sự của cậu thật khiến tôi thất vọng. Ngô Bình, tôi nhắc lại, các người biến ngay. No no. Một võ sĩ ở cạnh Watanabe bước ra, khí thế của người này ngang với cường giả cảnh giới võ thần. Không chờ Ngô Bình lên tiếng. Một long vệ đã nhanh chóng di chuyển ra sau võ sĩ đó, sau đó vung kiếm chém lên vai gã. Lão thần chủ vung tay lên, một luồng gió mạnh thổi về phía long vệ kia, khiến anh ta mất thăng bằng. Ngô Bình nhìn thấy rõ khi thần chủ tấn công, thần quái đã hỗ trợ cho ông ta, khiến ông ta chỉ cần vung nhẹ tay một cái đã có thể tạo ra một luồng uy lực rất lớn. Ngô Bình vẫy tay gọi long vệ quay lại rồi cười lạnh nói, sức của thần quái thôi mà. Vậy mà cũng dám hoành hoang trước mặt bổn giáo chủ. Trong tay Ngô Bình bất chợt xuất hiện một bảo ấn, mặt trên có hình ảnh một con rồng, đây chính là long ấn mà anh lấy của Đường Thánh Khoa. Anh đã quan sát long ấn này mấy lần, thì phát hiện nó có khả năng khắc chế những thứ quỷ thần rất mạnh. Ngô Bình tung long ấn về phía Watanabe, một ấn trương hình rồng lóe sáng rồi rơi xuống người ông ta. Watanabe hét lên, thần quái co quắp người lại, sau đó nhảy ra từ lỗ mũi ông ta. Ngô Bình hô lên, Viêm Dương, xử lý. Viêm Dương là một tấm da người nên có thể trấn áp được rất nhiều hồn phách mạnh, giờ có mỗi con thần quái bé xíu này thì quá đơn giản với nó. Nó há miệng ra hít vào một hơi thì thần quái kia đã biến mất. Watanabe nhảy dựng lên rồi chỉ vào mặt Ngô Bình cậu. Hai long vệ tiến lên, sát khí khủng khiếp bủa vây, Watanabe tái mặt rồi nghiến răng nói, chúng ta đi. Người của chùa Bạch Tượng đi rồi. Người của thần xã Đông Doanh cũng biến nốt, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng phải gật gù trước năng lực của giáo chủ Hắc Thiên Giáo. Ngô Bình liếc nhìn tới chiếc bàn trách phía đối diện, có vài người Đông Doanh ngồi ở đó, họ rất khiêm nhường. Thấy Ngô Bình nhìn mình thì họ lập tức vã mồ hôi, không dám đối mắt với anh. Mông Trạch nói với mấy người đó, các người ngẩng đầu lên. Mấy người đó vội ngẩng đầu lên, một người run rẩy nói, tham kiến giáo chủ. Chương 1957 bảo bối đây rồi. Ngô Bình cười lạnh, không nhận ra tôi à? Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau rồi nói, chúng tôi chưa gặp giáo chủ bao giờ. Ngô Bình, cách đây không lâu, hội Kim Long đã cho người đến giết tôi, các người có biết chuyện này không? Mấy người đó tái mặt, giết giáo chủ Hắc Thiên ư? Ai làm vậy? Ngô Bình có thể đoán là họ không biết chuyện này, xem ra họ có cấp bậc không cao không hội Kim Long. Anh hỏi, Long chủ hiện giờ ở Kim Long là ai? Một người đáp, là Hoàng Phủ Hằng. Ngô Bình chợt nhớ ra Hoàng Phủ Hằng là thủ lĩnh của thần võ ti, lần trước anh mới dạy cho người này một bài học. Anh nói, về bảo với Hoàng Phủ Hằng là tôi sẽ đến tìm đấy. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói gì, chỉ biết gật đầu vâng dạ. Bọn họ ngồi thêm một lát rồi cũng đứng dậy xin ra về, còn lại đều là thế lực của nước Ngô Ca. Sihanouk ngạc nhiên, không ngờ thế lực của Hắc Thiên Giáo lại mạnh như thế, có thể đuổi hết các thế lực lớn, khác đi, điều này khiến ông ấy thầm bái phục Ngô Bình. Giáo chủ Ngô, tôi có một yêu cầu thế này, Sihanouk nói. Ngô Bình mỉm cười hỏi, bệ hạ có gì căn dặn? Sihanouk, tôi muốn mời giáo chủ làm quốc sư của nước Ngô Ca.
Quốc sư thường là vị trí thường dành cho nhân sĩ tu hành, vì đây là một chức vụ rất cao, lời mời của Sihanouk khiến Ngô Bình rất ngạc nhiên. Anh chưa kịp trả lời thì đã có một tốp vệ sĩ đi từ ngoài vào, họ vây quanh một người đàn ông mặc quân trang, trên áo người này đính đầy huân chương, đó chính là tướng quân Hồng Kim. Hồng Kim cười nói, Ngô ca chưa từng có chức vụ quốc sư, bệ hạ có tuổi nên lú lẫn rồi. Nghe thấy thế, Sihanouk lập tức nhăn mặt, Hồng Kim nằm trong tay quân đội nhiều năm nên giờ có quyền hạn rất lớn, hoàn toàn không coi một quốc vương như ông ấy ra gì. Hồng Kim có dáng người không cao, ông ta có một nửa dòng máu Viêm Long. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi hỏi, cậu chính là giáo chủ của Hắc Thiên Giáo à? Ngô Bình, đúng. Hồng Kim cười lớn nói, tôi khinh nhất là mấy thứ thần thần quỷ quỷ của mấy người đó. Hỗn láo, nhóm Mông Trạch nổi giận, phóng các thần niệm về phía Hồng Kim. Song điều khiến họ ngạc nhiên là, thần niệm của họ không thể làm gì ông ta được. Hồng Kim cười khẩy nói, không làm gì được bổn. Chương 1958 tôi sẽ không nói gì hết. Anh nói, Hồng tướng quân, ông có ý gì vậy? Hồng Kim cười lạnh, bệ hạ muốn dựa vào cậu để khống chế tôi, nhưng tiếc là ông ấy tính sai rồi, với tôi thì đám người tu hành như các cậu chỉ là cái đinh gì. Ngô Bình cau mày, Hồng Kim quá ngông nghênh, anh nói, Hồng Kim, ông tưởng mặc một chiếc áo có bùa chú là có thể coi thường giới tu chân trong thiên hạ ư. Hồng Kim kinh ngạc, sao cậu biết tôi có pháp bào? Quỳnh! Ngô Bình nhanh chóng áp sát Hồng Kim, anh không dùng bất kỳ thủ thuật gì, mà chỉ dựa vào sức mạnh bản thân để khóa lấy cổ tay ông ta. Vệ sĩ của Hồng Kim cả kinh, lập tức chĩa súng vào Ngô Bình. Cổ tay Hồng Kim đau nhói, ông ta tái mặt nói, nổ súng. Păng păng! Ba phát súng nổ lên một lúc, lực của đạn rất mạnh, phá vỡ cả tiên canh hộ thể của Ngô Bình rồi xuyên vào vải tiên. Các vải tiên rất cứng nên đan không xuyên vào da thịt Ngô Bình được. Hồng Kim giật mình, đến loại đan này cũng không hạ Ngô Bình được. Ngô Bình tăng lực tay, Hồng Kim kêu oai oái, gương gãy vụn, chân quỳ xuống đất. Ngô Bình lạnh giọng nói, tôi với ông không quen không biết, mà mới lần đầu gặp nhau, ông đã bất kính với tôi, đúng là hống hách. Ngô Bình xé quân phục của Hồng Kim ra rồi lột chiếc pháp bào xuống, nắm trong tay. Không còn pháp bào nữa, Hồng Kim vừa sợ vừa kinh ngạc rồi nói, trả pháp bào cho tôi. Ngô Bình đẩy ông ta ngã sang một bên, sau đó giơ pháp bào lên để quan sát bùa chú ở trên đó. Anh sáng mắt lên nói, kỳ diệu quá. Nhóm Mông Trạch vội vàng chạy tới xem, Mông Trạch hỏi, giáo chủ, đây là bảo bối gì vậy ạ? Ngô Bình, đây là âm dương pháp bào, vô cùng thần kỳ. Vào thời tiền sử, ai mà có chiếc pháp bào này thì còn được cả tu sĩ thiên tiên ngưỡng mộ. Nhóm Mông Trạch tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ chiếc pháp bào này lại quý giá như thế. Ngô Bình nhìn Hồng Kim rồi hỏi, Hồng Kim, ông lấy pháp bào này ở đâu? Hồng Kim nghiêm giọng nói, tôi sẽ không nói gì hết. Ngô Bình, tôi nói cho ông biết, tôi chỉ cần nói một câu thôi là ông chết cả chục lần luôn đấy. Hồng Kim cười lạnh, tôi sống cũng đủ rồi, muốn giết thì giết đi. Tôi ra trận bao năm, không biết đối mặt với sống chết bao lần, nếu tôi sợ chết thì đã chẳng được như ngày hôm nay. Ngô Bình thấy khó hiểu, có người không sợ chết thật ư. Vì thế, anh quan sát ông ta thêm một lát thì phát hiện trong người Hồng Kim có một tế bào ung thư. Nói đúng ra thì với mức độ khuếch rộng của tế bào ung thư này thì Hồng Kim phải chết lâu rồi mới phải, nhưng ông ta vẫn sống sờ sờ, trông khỏe mạnh như không bệnh tật gì. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát thì biết lý do, anh nói, Hồng Kim, ông được giải thoát rồi đấy. Chương 1959 cảm ơn giáo chủ cứu mạng. Hồng Kim ngẩn ra, cậu nói gì? Ngô Bình, ông bị ung thư đúng không? Hồng Kim tái mặt nói, thì sao? Ngô Bình, cơn đau khiến ông sống không bằng chết, ông sống rất khổ sở, vì thế không phải ông không sợ chết, mà là ông đang muốn chết, đúng chưa? Hồng Kim im lặng. Ngô Bình nói tiếp, ông có biết tại sao mình bị ung thư mà vẫn chưa chết không? Hồng Kim hỏi, tại sao? Ngô Bình, vì chiếc pháp bào này, bên trong nó có một trận pháp rất mạnh, dùng khoa học hiện đại để giải thích thì nó sẽ sinh ra một tia phóng xạ rất mạnh, tia xạ này khiến tế bào ung thư trong người ông lan rộng. Nhưng song song với đó, chiếc pháp bào này lại có chức năng bảo vệ vật chủ, vì thế tuy ông bị ung thư, nhưng không thể chết được. Hồng Kim lẩm bẩm, thì ra là thế. Nhất định là thằng khốn đó cố tình hại mình.
Ngô Bình, người đó là ai? Là người cho ông pháp bào này hả? Hồng Kim oán hận nói, nó là con nuôi của tôi, tên là Hồng Trấn. 3 năm trước, nó đã tặng tôi chiếc pháp bào này và nói là sẽ không có một sức mạnh nào tấn công tôi được. Tôi thử thì thấy đúng là vậy, đến các tu sĩ cảnh giới cao cũng không làm gì tôi ngược, trái lại còn bị tôi bắn chết. Tôi rất vui nên đã thưởng cho nó và còn chia cho nó quyền lực. Ngô Bình, không mặc chiếc áo này thì ông không sống nổi 3 năm nữa đâu, về mà chuẩn bị hậu sự dần đi. Hồng Kim ngẩn ra, sau đó chợt cầm súng rồi chĩa vào Sihanouk. Nhưng ông ta vừa giơ súng lên đã bị Ngô Bình đoạt lấy. Anh lạnh giọng nói, có tôi ở đây mà ông vẫn dám làm loạn à? Hồng Kim lạnh giọng nói, tôi sắp chết rồi nên phải giết Sihanouk, như thế thì người nhà của tôi mới được an toàn. Thật ra, Ngô Bình không muốn xen vào chuyện của nước Ngô Ca, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn Hồng Kim giết người được nên nói, có tôi ở đây thì ông không được giết ai hết. Biến đi, không là tôi giết ông ngay đấy. Hồng Kim trừng mắt nhìn Ngô Bình, sau đó dẫn đám thuộc hạ bỏ đi. Ông ta đi rồi, Sihanouk mới cúi người với Ngô Bình, cảm ơn giáo chủ cứu mạng. Ngô Bình nói, bệ hạ đừng khách sáo, nhưng thứ cho tôi không thể nhận chức phụ quân sư cho nước ta được. Sihanouk cuống lên nói, giáo chủ Ngô, xin cậu hãy đồng ý. Cậu cũng thấy rồi đấy, Hồng Kim điên rồi, chắc chắn ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để giết tôi. Ngô Bình cau mày nói, Ngô Ca là đất nước Phật giáo, bọn họ sẽ không để yên cho Hồng Kim giết bệ hạ đâu, bệ hạ đừng lo. Tăng Vương Đạt Khắc bước lên nói, tiên sinh, Phật Vương của Tiểu Tây Thiên đã ban lệnh là người tu hành không được xen vào việc tranh giành quyền lực của nhân gian. Ngô Bình lập tức hiểu ra tại sao tu vi của hai vị Tăng Vương này lại thấp rồi. Sihanouk nói, giáo chủ, xin cậu hãy. Chương 1960 nhưng mình vẫn cần phòng trước. Ngô Bình híp mắt lại nói, bệ hạ, tôi có thể đảm nhiệm chức quốc sư, nhưng với một điều kiện. Sihanouk vội nói, cậu cứ nói, nhất định tôi sẽ đồng ý. Ngô Bình, Ngô Ca phải coi Hắc Thiên Giáo là quốc giáo. Sihanouk đắn đó nói, giáo chủ, tôi e là không được. Hơn 90% người dân ở Ngô Ca là tín đồ Phật giáo, cho nên để Hắc Thiên Giáo làm quốc giáo ở đây là một việc rất khó. Ngô Bình, bệ hạ làm được mà, người có thể kết hợp với hai vị Tăng Vương, sau đó sắc phong cho Hắc Thiên Giáo làm hộ pháp thiên thần của Phật giáo, như vậy thì các tín đồ Phật giáo cũng sẽ thờ phụng Hắc Thiên Giáo. Sihanouk sáng mắt lên nói, nếu vậy thì được. Ngô Bình, bệ hạ có thể tuyên bố Hắc Thiên Giáo là một nhánh của Phật giáo, hoặc là hóa thân phẫn nộ của Phật giáo, giáo phái này đến nhân gian để diệt trừ cái ác, cứu độ chúng sinh. Sihanouk nói, tôi hiểu rồi, xin quốc sư cứ yên tâm. Tôi sẽ cố hết sức để viết một giáo lý thật hay rồi tuyên truyền cho người dân. Ngô Bình gật đầu, tốt, tôi sẽ giải quyết Hồng Kim. Sau này, ông sẽ là quốc vương thật sự. Sihanouk cười lớn rồi liên tục nói cảm ơn. Ngô Bình hạ lệnh, Mông Trạch dẫn các cao thủ tấn công ra ngoài. Gần 2 tiếng sau, họ đã dẫn một người đi vào. Đó chính là Hồng Trấn, ban nãy người của hắn và Hồng Kim chém giết lẫn nhau, may có Mông Trạch cứu, không thì hắn đã chết rồi. Sau đó hai bên thỏa thuận, Hắc Thiên Giáo sẽ giúp Hồng Trấn đánh bại Hồng Kim. Hiện giờ, Hồng Trấn chính là thống soát cấp cao nhất của Ngô Ca. Hồng Trấn đi tới gần Ngô Bình rồi quỳ xuống nói, Hồng Trấn tham kiến giáo chủ. Mông Trạch nói, giáo chủ, tôi đã nạp hắn làm đệ tử của giáo phái. Ngô Bình gật đầu, đứng dậy đi. Sau đó, Sihanouk và Ngô Bình nói chuyện với Hồng Trấn, bàn cách để nhanh chóng lập Hắc Thiên Giáo làm quốc giáo. Trương Tây Linh cũng lên tiếng, giáo chủ, nếu Hắc Thiên Giáo thành quốc giáo thì có khiến Tiểu Tây Thiên nổi giận không? Ngô Bình, chúng ta tự nguyện gia nhập Phật giáo, trở thành hộ pháp cho họ thì họ giận cái nỗi gì? Trương Tây Linh, nhưng mình vẫn cần phòng trước. Ngô Bình, ông lo vậy cũng có lý, để tôi tìm thời cơ thích hợp rồi đến đó một chuyến. Mông Trạch nói, nếu giáo chủ muốn đến Tiểu Tây Thiên thì để tôi đi cùng, tôi có lệnh bài ra vào đó. Ngô Bình, chuyện này để sau, giờ hai ông hãy ở lại Ngô Ca để lo nốt phụ quốc giáo. Tôi muốn trong vòng nửa năm, tất cả người dân ở Ngô Ca phải biết và thờ phụng Hắc Thiên Giáo. Vâng. Bây giờ, Ngô Bình không cần lo việc này nữa, vì thế anh ở lại Vương Cung tu luyện, chờ khi trời sáng thì quay lại Á Mã. Khi đến Á Mã, Ngô Bình tới trang viên nhà họ Lý trước, sau khi để bố mình ở lại đây,
anh mới đi làm việc khác. Đã mấy hôm rồi, anh phải về xem sao thôi. Chương 1961 giết chết ư. Chờ họ đi xa rồi, Ngô Bình mới hỏi, ông ơi, cháu thấy họ như đền vòi tiền mình thế. Lý Vân Đầu nghiêm mặt rồi gật đầu nói, tập đoàn Thánh Long này là vậy mà, ngoài mặt thì là tập đoàn có giá trị lớn, nhưng thật ra bên trong đã bị moi rỗng hết rồi. Họ không muốn tập đoàn của mình sụp đổ nên mới bảo nhà họ Lý chúng ta gánh hộ tất cả mọi thiệt hại. Ngô Bình, bên trong nát thế rồi thì họ còn sợ gì nữa ạ? Lý Vân Đầu, nếu bán tập đoàn Thánh Long cho chúng ta thì họ vẫn kiếm được một khoản, đồng thời lại không mang tiếng là phá sản, hay thế còn gì? Ngô Bình cười lạnh, con người này thật ngang ngược, dựa vào mỗi cái miệng mà dám bắt nhà họ Lý phải dâng tiền cho. Lý Vân Đầu thở dài nói, vì cậu ta có khả năng này. Dẫu sao thì chúng ta cũng phát triển chính là Viêm Long, nếu đắc tội với họ thì mai này khó làm ăn. Ngô Bình cau mày, ghê vậy à? Lý Vân Đầu, Tiểu Bình, cháu đừng coi thường các cậu ấm này, họ mà tập trung lại với nhau thì có thể dễ dàng kéo nhà mình đổ đấy. Ông nghe ý của cậu ta thì họ đã lôi kéo được mấy tập đoàn tài chính chịu đầu tư rồi. Ngô Bình, anh ta bắt nhà mình đầu tư bao nhiêu ạ? Lý Vân Đầu, hơn 200 tỷ, trong đó là 50 tỷ tiền mặt, còn lại thì mượn vốn và tài nguyên của chúng ta. Ngô Bình nổi giận, nằm mơ giữa ban này à? Lý Niệm Tổ, Tiểu Bình, bố nghe ý của cậu ta nếu mình không phối hợp thì sẽ gây phiền phức cho nhà mình. Hay chúng ta nhân nhượng một chút vậy? Ngô Bình liếc bố mình rồi nói, bố, nếu lần này chúng ta nhân nhượng thì sẽ sau này cũng không sống yên ổn được đâu. Không thể theo ý anh ta được, để con nghĩ cách vụ này. Lý Vân Đầu nhìn cháu mình rồi cười nói, Tiểu Bình, cháu định làm gì? Ngô Bình cười lạnh, anh ta muốn hại chúng ta chứ gì? Cháu sẽ xử bố anh ta trước. Lý Vân Đầu tò mò, giết chết ư. Lý Vân Đầu xua tay, mọi người đừng quan tâm, cứ giao cho cháu. Ngô Bình về phòng khách rồi lấy cái laptop như cái vali ra để đăng nhập vào trang của Thần Huy. Cách đây không lâu, anh đã trở thành thành viên của tổ chức này nhờ ba người trong tổ chức đồng ý, tên của anh trong tổ chức là Y Thánh. Bây giờ, thân phận của anh là thiên sứ thực tập, thuộc cấp thấp nhất. Quyền hạn của thiên sứ thực tập rất nhỏ, nhiệm vụ được nhận cũng đơn giản. Anh không quan tâm lắm, mà bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ mà mình thấy hứng thú. Qua một hồi chọn lọc, anh đã tìm thấy một nhiệm vụ thú vị. Anh tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên, nội dung là cứu chữa có một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, tiền thưởng là 1 triệu đô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được cộng 10 điểm. Vì anh đã khoanh vùng khu vực nên bệnh nhân này cũng đang ở Á Mã. Ngô Bình nhanh chóng nhận được thông tin của người bệnh, chào Y Thánh, cảm ơn anh đã nhận nhiệm vụ. Xin hỏi, phải gặp anh ở đâu? Ngô Bình nhắn lại một địa chỉ của. Chương 1962 ấn cái gì cơ? Một tiếng sau, Ngô Bình đã đến khách sạn. Anh đã đặt trước 17 phòng ở khách sạn này, lần lượt vào các khung giờ khác nhau để hẹn 17 bệnh nhân. Các bệnh nhân mỗi người một bệnh, có người bị ung thư, người mắc bệnh lạ, người thì mắc bệnh khó nói. Anh chuẩn bị đồ nghề rất đầy đủ, với mỗi bệnh nhân anh đều đổi diện mạo khác nhau. Với tu cảnh giới nhân tiên cấp thiên sư mà nói thì thay đổi diện mạo dễ như ăn kẹo. Với bản lĩnh của mình, Ngô Bình chỉ mất nửa tiếng để chữa xong cho một bệnh nhân. Khi anh chữa xong cho người thứ 17 thì cũng mới chỉ hết 9 tiếng đồng hồ. Lúc này trời đã tối, liên tục chữa trị cho bệnh nhân khiến Ngô Bình thấm mệt, nên anh về một phòng rồi nghỉ ngơi. Ngô Bình pha trà rồi vừa uống vừa mở trang của Thần Huy lên xem. 17 bệnh nhân kia liên lục chấm điểm cho anh, họ rất hài lòng với hiệu quả chữa bệnh nên đều đánh giá cho anh đủ 10 điểm. Những đánh giá của họ khiến điểm uy tín của Ngô Bình tăng cao, như vậy anh càng dễ nhận được khen thưởng và được các thành viên tin cậy hơn. Vì thế, cấp bậc của Y Thánh đã tăng lên thành thiên sứ 1 sao, điểm tín nhiệm 100%. Đương nhiên, Ngô Bình còn kiếm được 35 triệu đô. Ngô Bình đang xem máy tính thì có tiếng gõ cửa vang lên, anh đứng dậy đi ra xem. Anh mở cửa ra thì thấy là Lý Mai. Anh đã đến Á Mã mấy hôm rồi, nhưng hôm nay mới gặp Lý Mai. Cô ấy quá bận, bay qua bay lại giữa các nước nên tối nay mới đến Á Mã. Ngô Bình cười nói, sao em biết anh ở đây? Lý Mai, em hỏi tài xế. Là tài xế đã đưa Ngô Bình đến đây và đặt phòng cho anh. Ngô Bình mời cô ấy vào phòng,
sau đó đóng cửa lại, nói trông em thế này chắc mới tới hả? Lý Mai, em xuống máy bay cái là đến gặp anh luôn đó. Ngô Bình rót nước cho cô ấy, sau đó cho thêm một ít bột linh châu vào để Lý Mai uống. Lý Mai uống cốc nước bột linh châu, do đã biết công dụng của nó nên cô ấy uống một hơi hết sạch rồi nói em đi tắm cái đã. Ngô Bình chớp mắt, Phụ nữ tắm rửa trong phòng của đàn ông như đưa ra một tín hiệu ngầm, Ngô Bình hiểu ý nên lập tức đi thay đồ ngủ, chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết. Thậm chí anh còn lấy tiên đỉnh ra rồi luyện thuốc tại chỗ. Loại thuốc này xuất xứ từ thời cổ, có tên là cực lạc tán. Luyện chế nó không khó, nhưng cần vài dược liệu rất đắt nên người bình thường không có mà dùng. Người có tiền thì lại không biết luyện chế. Sau khi uống loại thuốc này vào thì khoái cảm khi làm chuyện ấy sẽ dâng lên gấp chục lần, đúng kiểu cảm giác thăng hoa tột đỉnh. Ngô Bình luyện chế thuốc xong thì Lý Mai cũng đi ra ngoài. Cô ấy bận rộn cả ngày nên nhìn thấy giường chỉ muốn nằm ngay, cô ấy khoác tay Ngô Bình rồi nói ấn người cho em mấy cái nào. Ngô Bình, ấn cái gì cơ? Lý Mai, anh mà không ấn cho em là em ngủ bây giờ đấy. Chẳng dễ gì mới được gặp nhau, em không muốn phí thời gian cho việc ngủ. Ngô Bình phì cười nói, thật ra ngủ cũng hay mà. Chương 1963 chồng em là số 1. Trong câu nói của anh có ẩn chứa hàm ý đen tối, Lý Mai đỏ mặt rồi mắng, đáng ghét. Ngô Bình giơ tay ấn vào mi tâm của cô ấy, Lý Mai lập tức thấy đầu óc tỉnh táo hệt như có một cơn gió lạnh thổi qua, cô ấy ngạc nhiên nói, hết buồn ngủ rồi này. Ngô Bình bỏ thuốc vào cốc nước rồi nói, cạn. Lý Mai ngửi ngửi thì thấy giống mùi hoa quả. Cô ấy hỏi cái gì đấy? Ngô Bình, cực lạc tán, uống vào thì chúng ta có chiến 300 trận cũng không mệt. Lý Mai nghe thấy thế thì người đã mềm ra rồi nói, thế thôi em không uống đâu. Tuy nói là thế, nhưng cô ấy vẫn liếc nhìn Ngô Bình. Thấy anh đã uống cạn, cô ấy cũng uống theo. Uống thuốc xong, Lý Mai cảm nhận một lát rồi nói, có gì khác đâu. Ngô Bình lập tức giơ tay chạm vào ngực Lý Mai, cô ấy hét lên. Vì cú chạm của Ngô Bình khiến hồn phách của cô ấy tí thì bay mất. Ngô Bình mỉm cười đen tối, thấy hiệu quả của nó chưa? Sau đó, trong căn phòng của khách sạn đã vang lên tiếng rên rỉ khá lớn, dù tường cách âm có hiệu quả khá tốt thì âm thanh vẫn truyền ra ngoài. Lý Mai không thể kiềm chế được sự khoái lực nên cất tiếng rên la mãi không dứt. Tuy cực lạc khoái có công dụng thần kỳ, nhưng không duy trì được quá lâu. Vì thế chỉ khoảng nửa tiếng sau, Ngô Bình và Lý Mai đã phải ngừng chiến. Người Lý Mai mềm nhũn, nằm im trong lòng Ngô Bình. Ngô Bình vẫn ổn, nhưng toàn thân cũng rã rời, anh nhìn lên nóc nhà rồi nói, đã quá. Lý Mai véo anh một cái, em mệt muốn chết rồi đây. Ngô Bình cười nói, thế lần sau em nằm, còn anh vận động. Lý Mai đấm anh một cái rồi nói, đồ xấu xa này. Một lát sau, Lý Mai bắt đầu nói chuyện chính, chồng. Anh đoán đúng rồi. Bây giờ, họ lại tung tin sẽ khởi công lại kế hoạch khu kinh tế mới, các thế lực khác hóng được tin nên đều chạy tới Vân Đỉnh mua đất. Ngô Bình, kệ cho họ tranh nhau, chờ ban bố chính sách rồi, mình bán đất đến đâu thì bán, còn lại thì giữ để dùng. Sau này, anh sẽ xây dựng xí nghiệp ô tô năng lượng mới, nhà máy thuốc và các dự án bất động sản ở Vân Đỉnh, mà muốn làm vậy thì đều cần có đất đai. Lý Mai, trước đó... Chúng ta mua vào rồi bán ra cũng kiếm được kha khá tiền, sau đó mấy người kia lại bán cho mình có nửa giá, em sợ giờ họ sẽ sinh lòng oán hận rồi gây bất lợi cho chúng ta. Ngô Bình cười lạnh, thích hận thì hận đi, nếu họ còn dám giở trò, anh sẽ không tha cho họ. Lý Mai, sau này, đất mà chúng ta đang có sẽ tăng giá mạnh đấy, sẽ nhiều tiền lắm cho xem. Em chỉ sợ họ mượn chính sách để làm khó mình thôi. Ngô Bình, em đã thấy tiên nhân nào sợ người phàm chưa? Lý Mai mỉm cười, sau đó ôm chặt Ngô Bình rồi thì thầm, chồng em là số 1. Ngô Bình, em phải vất vả chuyện của nhà họ Lý rồi. Lý Mai cười nói, chồng này, anh là tiên rồi mà vẫn cần đến tiền ư? Ngô Bình, cần chứ, thần tiền từ đâu mà ra nào? Đó là dùng các tài nguyên, muốn tu hành thì cần gì? Cần tiền để mua đồ đó. Ví dụ tạo trận pháp sẽ cần các nguyên liệu quý hiếm, vì hiếm nên phải tìm và mua trên quy mô toàn thế giới. Như vậy sẽ tốn cả người và của, không có tiền thì làm thế nào giờ? Chương 1964 Tiểu Bình rất tốt với cháu ạ. Hoặc luyện chế các đan dược cao cấp,
các dược liệu đều phải tìm trên khắp thế giới. Như vậy sẽ phải điều động rất nhiều người, ngày đêm không nghỉ để tìm kiếm. Lý Mai ngạc nhiên, ra là vậy, thế thì em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền cho anh tiêu. Ngô Bình vui vẻ nói, ừ, sau này nhờ em nuôi anh nhé. Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Khi họ thức dậy thì đã là sáng ngày hôm sau. Ngô Bình gọi Lý Mai dậy rồi hỏi, em có đói không? Lý Mai trở mình rồi ôm lấy tay Ngô Bình ngủ tiếp, xem ra không dậy nổi. Ngô Bình gọi một lúc thì Lý Mai mới chịu dậy rồi nói, em muốn ngủ tiếp. Đừng ngủ nữa, lát anh dẫn em đi gặp bố anh, Ngô Bình nói. Lý Mai tỉnh ngay, để em đi trang điểm. Đi gặp bố chồng thì không thể qua loa được, nhất định phải chỉn chu hết sức có thể. Nửa tiếng sau, hai người đã lái xe về trang viên. Ngô Chấn Đông đã nhận tổ tiên ở trang viên Lý Thị, hơn nữa còn dùng thân phận mới và chính thức trở thành Lý Niệm Tổ. Mấy ngày qua, Lý Niệm Tổ được đoàn tụ với bố mẹ, đã ngoài trung niên, ông ấy mới được cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ. Ngày xưa, khi được nhà họ Ngô nhận nuôi, ông ấy chưa cảm nhận được tình thương bao giờ, chỉ có đánh mắng suốt ngày. Khi Ngô Bình dẫn Lý Mai xuất hiện trước mặt Lý Niệm Tổ, ông ấy cười nói, cô gái này xinh quá, Tiểu Bình, con phải đối xử tốt với cô bé nhé. Lý Mai vui vẻ nói, cháu chào bác, Tiểu Bình rất tốt với cháu ạ. Lý Vân Đầu, Niệm Tổ, chọn ngày cho hai đứa tổ chức đám cưới luôn đi. Lý Niệm Tổ, vâng, tùy ý bố ạ. Ngô Bình lảng sang chuyện khác ngay, bố, tay họ Chu kia còn đến gây sự nữa không ạ? Lý Niệm Tổ, anh ta lại cho người đến thêm lần nữa, tiếp tục đe dọa chúng ta. Ngô Bình cười khẩy nói, cứ để họ đe dọa đi, như châu chấu sau mùa thu, không nhảy được lâu nữa đâu. Nói rồi, Ngô Bình mở một email ra. Người gửi là Hàn Bạch, anh nhờ anh ấy điều tra về nhà họ Chu, và toàn bộ sản nghiệp bí mật của nhà họ. Sau khi đọc một lúc thì anh phát hiện nhà họ Chu có nuôi một người ở Á Mã, người này đã đứng tên nhiều tài sản cho họ. Đó là một thương nhân rất nổi tiếng ở Á Mã, người này tên là Fred, kinh doanh vườn cao su, cây ăn quả, độc quyền hoa quả xuất khẩu sang Viêm Long. Tổng lượng hàng xuất khẩu một năm lên tới 3 tỷ đô, lợi nhuận trên 500 triệu đô. Ngoài ra, Fred này còn đầu tư vào nhiều tài sản cố định ở Đông Nam Á, tổng giá trị lên tới 5 tỷ đô. Ngô Bình chậc, nhà họ Chu giàu. Chương 1965 đúng, anh em quá đỉnh luôn. Ngô Bình, đây mời là bước đầu thôi ạ, sau đó cháu sẽ từ từ xử lý anh ta. Đến trưa, Lý Vân Đầu bắt đầu mở tiệc, cả gia đình tập trung đông đủ. Ngô Bình phát hiện Lý Hoàng Đào đã thay bạn gái mới, Quách Tình không biết đã đi đâu. Anh đá cậu ta một cái rồi hỏi, người em yêu nhất đâu rồi? Lý Hoàng Đào, cô ấy đi du học rồi, học lên thạc sĩ. Ngô Bình nhìn cô bạn gái mới của cậu ta thì thấy cô ấy chỉ tầm 17 tuổi, gương mặt rất xinh đẹp, hình như là người bản địa. Ngô Bình không bận tâm nhiều, mà bàn với ông nội sắp xếp công việc cho Lý Niệm Tổ. Lý Vân Đầu, Tiểu Bình, ông định để bố cháu tiếp quản việc kinh doanh ở trong nước, cháu thấy sao? Ngô Bình, bố cháu chưa có kinh nghiệm kinh doanh, ông cứ để chú làm đã ạ. Lý Vân Đầu xua tay, không được, tuy Niệm Tổ chưa có kinh nghiệm, nhưng ông sẽ cho người hướng dẫn. Ngô Bình, ông ơi, cháu thấy thay vì để bố cháu tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, hay để bố cháu tự khởi nghiệp đi ạ. Lý Vân Đầu, hả, cháu có ý gì à? Ngô Bình, giờ Vân Đỉnh là một miếng thịt ngon, mà chúng ta đang giữ rất nhiều đất, cháu muốn xây một thành phố mới. Đây là suy nghĩ mới nảy ra trong đầu Ngô Bình, nếu sau này Vân Đỉnh thành khu kinh tế mới, các công ty và xí nghiệp sẽ mọc lên như nấm. Công ty thì cần văn phòng, còn các công nhân thì cần mua hoặc thuê nhà. Nếu có thể xây nhà và trung tâm thương mại thì chắc chắn sau này sẽ trở thành khu vực trung tâm của khu kinh tế. Lý Vân Đầu, Lý Mai có nói với ông chuyện này rồi, nhưng ông thấy hơi lo. Cháu thấy đấy, nhà họ Chu có thể đến tận nhà để đe dọa chúng ta. Nếu biết chúng ta có miếng bánh ngon kia thì kiểu gì cũng có nhiều người tới sinh sự hơn. So với quyền lực thì các hộ giàu có như chúng ta như ngọn cỏ mong manh trước gió thôi. Ngô Bình, ông, dù gì cháu cũng là long chủ của Thiên Long, họ không thể động vào cháu được đâu. Lý Mai, nhưng nhận nhiều công trình như thế thì vốn phải lớn lắm. Ngô Bình, yên tâm, vốn thì mình khỏi lo. Lý Vân Đầu cười nói, ừ,
cháu tính sao mà làm, ông sẽ ủng hộ hết mình. Ông chỉ lo có người gây bất lợi cho nhà mình thôi. Giờ ổn rồi, có Tiểu Bình ở đây thì còn ai dám động đến chúng ta nữa. Lý Hoàng Đào vô cùng bội phục Ngô Bình, đúng, anh em quá đỉnh luôn. Ngô Bình lườm cậu ta, Hoàng Đào, em đừng suốt ngày lêu lổng nữa, anh sẽ đăng ký cho em một lớp quản lý doanh nghiệp, liệu hồn học hành cho cẩn thận. Nghe thấy phải đi học, Lý Hoàng Đào quýnh lên, thôi, em sợ nhất là học đấy, anh bảo em làm gì cũng được, nhưng đừng bắt em đi học. Ngô Bình bật cười, thế à, làm gì cũng được hả? Lý Hoàng Đào gật đầu, sau đó nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương. Bây giờ, cậu ta biết rõ một điều, lời nói của Ngô Bình có trọng lực ngang với ông nội nên cậu ta không dám cãi lời. Ngô Bình, được, thế ngày mai em đi, làm từ cấp thấp nhất. Anh sẽ giấu thân phận của em, nếu em làm việc lơ mơ thì phải ngoan ngoãn đi học. Lý Hoàng Đào, được, em sẽ chăm chỉ làm việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.